Rồi, hello cả nhà, mọi người lên nhanh với em nha. Thế là chuẩn bị kết thúc một năm rồi, em tổng xả kho tất cả các ngành hàng ở kho cho tất cả các chị em mình mua nha. Rồi cả nhà chấm bài tương tác chia sẻ livestream cho Hoàng nha mấy chị ơi. Mấy chị chấm bài tương tác chia sẻ livestream. Rồi, chuẩn bị kết thúc một năm và Hoàng tổng xả kho tất cả các ngành hàng ở kho luôn. Nè, con chào cô Châu Minh nè, hello Úc Thảo nè, hello Bảo Hân nè. Rồi, hello Đặng Oanh nè, cảm ơn em rất là nhiều nha. Rồi, hello tất cả các chị, mọi người chấm bài chia sẻ livestream cho Hoàng với. Chúng ta chuẩn bị cùng nhau tri ân tất cả các ngành hàng ở kho, chuẩn bị đón Tết cho nên là Hoàng sẽ tri ân hết cho mấy chị luôn. Mấy chị nhanh tay chia sẻ livestream cho Hoàng nha mấy chị nha. Rồi mấy chị nhanh tay chia sẻ livestream lên cho Hoàng nha mấy chị nha. Rất nhiều các ngành hàng ở kho và Hoàng sẽ tri ân hết cho mấy chị. Rồi, hello chị Nguyễn Duyên, hello em Rose Nguyễn. Rồi, để coi thử là tối hôm nay Hoàng sẽ bán cho mấy chị. Rồi ok, tối hôm nay Hoàng sẽ bán cái mã hàng này cho mấy chị nha. Rồi mấy chị chấm bài chia sẻ livestream cho Hoàng. Chấm bài chia sẻ livestream cho Hoàng này, tối hôm nay Hoàng sẽ xả hết cho mấy chị nha. Cái này là mấy chị chia sẻ livestream Hoàng mới chốt nha, mấy chị chia sẻ livestream Hoàng mới chốt cho mấy chị nha. Xả hết tất cả các hàng ở kho luôn nha mấy chị nha. Những cái hàng lộn xộn lâu sau rồi Hoàng sẽ xả hết. Mấy chị chia sẻ livestream giúp Hoàng nha mấy chị. Rồi mấy chị ơi, nhanh tay chia sẻ livestream giúp Hoàng nha mấy chị ơi. Nhanh tay chia sẻ livestream cho Hoàng nha mấy chị. Chị có áo khoác sao? Chị ơi áo khoác sao như chị? Áo khoác nào em? Áo khoác sao hả? Còn một cái đó sale 99.000 em ạ. Còn một cái đó sale 99.000 đó. Rồi Hoàng tổng xả kho tất cả các ngành hàng ở kho luôn. Chuẩn bị đón Tết nha mấy chị ơi. Xả hết nha mấy chị nha. Xả hết luôn. Rồi mấy chị nhanh tay chấm bài chia sẻ livestream cho Hoàng. Mấy chị nhanh tay chấm bài chia sẻ livestream cho Hoàng. Này là cái kiểu nó làm sao? Kiểu nó sao đây? Rồi ok, cái kiểu này nè. À rồi mấy chị, cái này là áo kiểu. Cái này là áo kiểu nha. Nó đi cùng với một cái chân váy như vậy. Rồi, chân váy có quần bên trong luôn nha mấy chị nha. Chân váy có quần bên trong luôn. Có nghĩa là nó bán một combo như vậy. Chứ không phải là một set đâu mấy chị nè. Có nghĩa là một cái chân váy như vậy nè, với một cái áo kiểu như vậy luôn. Rồi, chốt cho mấy chị là giá 19.000 đồng. Hello Cẩm Quỳnh. Rồi mấy chị ơi, nhanh tay chia sẻ livestream cho Hoàng nha. Một cái áo kiểu sơ mi lụa nè. Một cái áo kiểu sơ mi lụa nha mấy chị coi nè. Mẫu nó mặc như vậy nè. Một cái áo kiểu sơ mi lụa nè mấy chị nè. Đó, mẫu mặc như vậy nha. Là cái dây nó lên đây như vậy nè. Và tặng kèm một cái chân váy luôn. Bán cho mấy chị là set này là 19.000. Set này 19.000, tối đa là 60kg mang vừa ha. 45kg đến 60kg mang vừa nha mấy chị. 45kg đến 60kg mang vừa. Chốt lên cho Hoàng là mã set. Có 3-4 set gì đó bán tri ân cho mấy chị. Đầu livestream 19.000 nè. Set này mấy chị mặc lên nó như vậy nha. À, cái này là cái áo không là đã bán được 19.000 rồi mấy chị nè. Có nghĩa là cái áo kiểu. Cái áo kiểu này người ta mặc với quần đinh nè. Nhưng mà nó tặng kèm một cái chân váy. Hoàng bán tri ân nhanh hết cho mấy chị luôn ha. Mấy chị chia sẻ livestream cho Hoàng nha. 19.000 thôi. Mấy chị chia sẻ livestream lên 19.000 nha. Bán cho, nói chung lại là Hoàng tổng xả kho hết đó mấy chị ơi. Ok, ta thoa trần nè. Mấy chị chia sẻ livestream cho Hoàng nha. Thoa trần này 19.000 nè. Xả kho hết mấy chị nha. Thoa trần 19.000. Ok nè, Cẩm Quỳnh nè. Ủa đâu có đâu. Cái não này mẫu khác mấy chị ơi, không có giống nhau. Rồi cái xét đó cho thoa trần rồi. Cái xét đó cho thoa trần mấy chị. Cái này á, là trong đây áo kiểu khác nhau. Cái mẫu đó là cho thoa trần rồi nha mấy chị nha. Tiếp tục mẫu khác cho em nè mấy chị. Tiếp tục mẫu khác cho em nè. Một cái áo kiểu nó tặng kèm một cái chân váy luôn mấy chị ha. Cái mã đó em chốt cho thoa trần rồi. Tiếp tục nè. Rồi cái này chốt cho Hoàng là mã sơ mi nè mấy chị nè. Cái này là một cái áo sơ mi, nó tặng kèm một cái chân váy. Rồi mấy chị chốt lại cho Hoàng là sơ mi nè mấy chị nè. Một cái chân váy kèm quần là đã bán được 19.000 chưa? Hơn 19.000 chưa? Cái này là một cái áo kiểu mấy chị. Form này là 60kg trở lại mặc vừa cái áo sơ mi kiểu nha. Rồi mấy chị chốt cho Hoàng là mã kiểu đi, 19.000. Mấy chị chốt cho Hoàng mã kiểu 19.000 nha. Mã kiểu sơ mi này xả cho mấy chị 19.000 luôn. Tổng xả kho tất cả các ngành hàng luôn mấy chị nha. Chị nào nhanh mới có. Ok, cho Úc Thảo nè, chia sẻ livestream cho Hoàng nha mấy chị nha. Cho Úc Thảo nè 19.000 nè. Úc Thảo nè 19.000 nè. 19.000 thôi mấy chị nha. 19.000 rồi thôi. Rồi để coi thử còn cái kiểu đó không. Để Hoàng chốt cho người khác nha mấy chị. Vừa bán vừa tặng cho mấy chị thôi chứ không có lời gì đâu. Vừa bán vừa tặng cho mấy chị chứ không lời gì hết trơn á. Để Hoàng coi thử cái mẫu đó còn không nha.
Rồi ok, còn này chốt cho Cẩm Quỳnh một set nè. Ok, còn cái bảo đó này chốt cho Cẩm Quỳnh nè. Rồi ok, này chốt Cẩm Quỳnh nè, sơ mi nè. Ok, Cẩm Quỳnh nè, bán cho mấy chị chia sẻ livestream cho Hoài nha. Mấy chị từ nay đến cuối năm là mấy chị tranh thủ vào livestream của Hoài. Hoài xả tất cả. Có áo khoác nam không? Dạ không á chị Hằng. Em có áo khoác nam. Áo khoác nam mấy bữa về nhưng mà bữa nay thì em hết rồi đó. Rồi Cẩm Quỳnh, Cẩm Quỳnh rồi. Rồi có được có Cẩm Quỳnh Vũ Thảo rồi mấy chị lại xong. Không có nha. Mấy chị chia sẻ cho Hoài với mấy chị mới mua được cái hàng này 19.000, 19.000 là Hoài bán lỗ nè mấy chị nè. 19.000 là Hoàng bán lỗ nha mấy chị nha. Bán cho mấy chị chia sẻ livestream thôi. Rồi cái này để mấy chị chốt cho Hoàng là mã số 1. Cái chân váy này là sọc trắng nha. Mấy chị chốt cho Hoàng sọc trắng nè mấy chị. Mấy chị chốt cho Hoàng là sọc trắng nè. Một cái áo sơ mi lụa như vậy nè. Nó tặng kèm một cái chân váy như vậy nè mấy chị nè. Chốt cho Hoàng là sọc trắng 19.000. Sọc trắng 19.000 này. Cái áo này bán được 19.000 chưa mấy chị? Bán dư sức rồi đúng không? Út Trần ơi, hồi chiều tôi thấy chồng tôi chở chồng bà đi rồi. Rồi đây ai lấy chốt cho Hoàng là sọc trắng 19.000. Hết đi mua cho bé Đăng hả? Rồi sọc trắng mấy chị ok cho chị Nhung Ngọc nè. Sọc trắng này cho chị Nhung Ngọc nè. 19.000 mấy chị, vừa bán vừa tặng luôn nha. Nè cho chị Nhung Ngọc nè. Ok nè cho chị Nhung Ngọc nè, 19.000 nè. Rồi mấy chị chia sẻ livestream cho Hoàng nha. Còn một set nữa ok để em coi thử có phải không. Em chốt cho chị Nguyễn Duyên nha. Để em coi thử có phải cái mã 1 không cho chị Nguyễn Duyên. Rồi ok nè, cái mã 1 này cho chị Nguyễn Duyên ok nè. Rồi cái sọc trắng này nè ok nè cho chị Nguyễn Duyên nè. Rồi em tổng xả kho tất cả các ngành hàng ở kho luôn. Mấy chị chia sẻ livestream nha, em bán sập sàn cho mấy chị hết luôn á. Ok cho chị Nguyễn Duyên nè. Cho chị Nguyễn Duyên nè, 19.000 nè. Rồi ơi mấy chị nghĩ đi, 19.000 là bán lỗ để câu view thôi mấy chị ơi. Chứ lời cái chi lời được mấy chị. Rồi em còn cái mã này nè, mấy chị chốt cho em mã số 5. Rồi chồng tôi chở chồng bà đi là bà biết rồi đó. Về sớm không à, không bao giờ về trễ đó, bà cứ thà biết rồi đó. Đi là mấy ông ngoan lắm, về sớm không, 1-2 giờ con gà nó cái ỏ o mấy ông mới về. Rồi đây cái này chốt cho Hoàng mã số 5, một cái áo kiểu này nha, 60kg trở lại mặc vừa, mã số 5, mã số 5 nha. Ok cho chị Nhung Ngọc mã số 5 nè. Còn một set mã 5 nữa chị nào lấy báo Hoàng, 19.000 thôi, bán lỗ tặng view thôi mấy chị ơi. Mã số 5 này cho Nhung Ngọc này, hôm nay Hoàng bán tất cả các ngành hàng. Xả luôn mấy chị ơi, xả luôn, đón Tết sớm. Cho chị Nhung Ngọc nè, 19.000 nè. Ok, cho Loan Nguyễn mã số 5 này là hết nha. Ok nè, cho Loan Nguyễn nè, một mã số 5 là hoàn hết. Loan Nguyễn ok nè, mã số 5 nè, 19.000 nè, mấy chị thấy bán lỗ gớm không? Bán lỗ lắm, chơi luôn, khô máu luôn. Rồi, một cái áo kiểu này vô Hoàng bán luôn cho nó máu. Chốt cho Hoàng kiểu 19 luôn. Chốt cho Hoàng áo kiểu 19 luôn mấy chị. Hôm nay Hoàng xả kho nha. Không về sớm nhốt ngoài hả? Đâu có nhốt ngoài đâu. Về sớm quá thì ở luôn. Mấy ông về sớm mấy ông đi luôn đi chứ về làm chi nữa. Đến giờ đi làm rồi thôi, chờ rồi đi làm về luôn đi. Rồi đây ai lấy chốt cho Hoàng là caro. Hàng này hàng sốt nè, Hoàng còn sót cái này 180.000. Form này là 60kg trở lại mặt vừa. Chốt cho Hoàng nha. Chốt cho Hoàng luôn. Cái này là chốt cho Hoàng là caro 19.000 luôn. Mã caro nha mấy chị nha. Áo caro này Hoàng xả cho mấy chị 19.000 luôn. Hôm nay là Hoàng xả tất cả các ngành hàng luôn mấy chị. Tại vì gần Tết rồi, xả kho đón Tết mấy chị ơi. Chị nào lấy caro comment cho Hoàng là caro nha mấy chị. Chị nào lấy caro comment cho Hoàng caro. Ok cho cô Kim Loan nè. Ok nè cho cô Kim Loan nè, 19.000 nè. Rồi xả hết cho mấy chị luôn á. Chơi khô máu mấy chị luôn. Rồi mấy chị, một cái áo này Hoàng xả cho mấy chị 19.000 nè. Mấy chị chốt lên cho Hoàng nè, áo hồng, cái con áo Mickey này xả cho mấy chị 19.000. Nó dư một cái nón Hoàng không biết ở đâu, Hoàng tặng luôn cho mấy chị luôn. Nói chung là vừa bán vừa dậu kho. Rồi mấy chị chốt cho Hoàng áo 19, áo này Hoàng dư một cái nón của cái bên kia Hoàng tặng luôn cho mấy chị nha. Phôm rộng tay lỡ, cái này là 40kg đến 70kg cũng vừa luôn. Mấy chị nha, phôm rộng tay lỡ chốt cho Hoàng là Mickey 19 nha. Mickey 19 này Hoàng tặng thêm cái nón mấy chị. Mickey này 19 nha, con Mickey này mấy chị nè, 19.000 luôn. Tặng cho mấy chị cái nón đó. Cái nón này thì nói chung là nó bỏ dư bên áo bên kia, Hoàng lấy Hoàng quăng qua đây tặng luôn mấy chị luôn. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng Mickey nha, 19.000 luôn. Áo Mickey này mấy chị chốt lên cho Hoàng là 19.000 nha mấy chị nha. 19.000 mấy chị, chị nào lấy chốt lên cho Hoàng áo Mickey 19.000. Chia sẻ livestream rồi bàn chốt hàng nha mấy chị nha. Áo Mickey này 19.000 luôn. Phôn rộng tay lỡ chị nào lấy thì chốt. Rồi chị nó lấy bộ 19 chốt lên cho Hoàng bộ 19 luôn. Bộ này tri ân cho mấy chị 19.000 luôn. Form này là 40kg đến 57kg mặc vừa ha.
40kg đến 57-57kg mặt vừa, 57-58kg mặt vừa mấy chị chốt cho Hoàng bộ 19 mấy này. Bộ này bự nè. Rồi chị nào lấy bộ 19 comment cho Hoàng là bộ 19 nha. Bộ này tri ân cho mấy chị 19.000 luôn. Rồi 19.000 luôn nha mấy chị nha. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Hoàng xả luôn mà, Hoàng tổng xả to mấy chị. Ok này cho Út Trần nè. Bộ 19 cho Út Trần nè. Út Trần nè, 19.000 nè. Ok nè, Út Trần 19.000 nè. Bộ 19.000 cho Út Trần comment trước nha mấy chị nha. Rồi một cái đầm thiết kế siêu đẹp nè, bữa Hoàng bán 45.000 đúng không? Bây giờ còn sót ra một cái Hoàng bán luôn cho mấy chị luôn, 25.000, mấy chị thấy sốc chưa? Rồi một cái đầm này là size M nha mấy chị. Một cái đầm là size M này Hoàng bán là 49.000, Hoàng bán 55.000 cái đầm này đúng không? Form này á, là nó từ cỡ 50kg trở lại thôi mấy chị. Cỡ 40kg đến 50kg mặc được thôi, xả cho mấy chị 25.000. Rồi cái đầm này Hoàng bán 55 giờ xả 25 tỷ cười đúng một cái thôi mấy chị. Đúng một cái thôi, đây dây kéo như vậy nè. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng đầm 25, mấy chị nhớ cái đầm này không? Đó cái đầm này không, Hoàng bán là 55.000 nè mấy chị nhớ không? Hai tầng như vậy nè, giờ sale luôn. Đầm 25.000, đầm này là dưới 50kg mặc được nha. Áo Mickey với chị Nhung Ngọc nè. Ok nè, áo Mickey với chị Nhung Ngọc nha. Ok nè, áo Mickey với chị Nhung Ngọc nè. Rồi 19.000 nè. Rồi chị nào lấy đầm comment đầm lên cho Hoàng. Đầm là 25.000 mấy chị, 55.000 Hoàng tri ân 25.000. Rất là đẹp luôn mấy chị nè. Ở đằng sau có khóa kéo dài xuống nè, khóa kéo hình giọt nước dài xuống luôn. 40kg đến 50kg mặt vừa ha, hai tầng như vậy nè, rất là đẹp luôn. Cái áo dài này bữa Hoàng bán 55 đó mấy chị nhớ không? Giờ Hoàng xả ra luôn. Rồi 25.000 chị nào lấy thì chốt lại cho Hoàng là đầm 25. Rồi cái này khách của khách xả ra nè. Không đủ đơn là Hoàng nói mấy bé nhân viên là xả ra đi. Tại giờ gần Tết rồi thì giữ cái chi nữa đâu. Giữ giữ chi mô ai biết đường chi mô giữ. Rồi mấy chị chốt lên cho Hoàng. Lá hồng nè 15. Thôi cái này là cũng khách chốt rồi. Nhưng mà có cái hai cái là không đủ đơn là Hoàng xả ra. Bây giờ là không giữ, chị nào mua đủ đơn là mình chốt đi luôn. Rồi chị nào lấy chốt lên cho Hoàng lá hồng. Tại vì sát Tết rồi mấy chị, giữ chi nữa. Bây giờ là bưu cục nó cuối tháng này là nó ngưng đi hàng rồi mấy chị nè. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng là lá hồng, dây hồng nè. Dây hồng, lá hồng 15.000, áo hàng xốp mấy chị nha. Đây, rồi ok cho Út Trần nè. Xả luôn, xả luôn. Xả nghỉ vui vẻ. Ok cho Út Trần nè. Út Trần nè. Ok nè, 15.000 nè. Ok Út Trần nè, 15 nè. Rồi mấy chị nha. Rồi một bộ pyjama này giờ Hoàng bán luôn mấy chị. 35.000, giá sốc luôn. Giá sốc luôn mấy chị. Cho nó đi nhanh gọn lại để chốt cho Hoàng là pyjama 35. Bộ pyjama này 35.000, form 40kg nha. Form này 40kg cho đến 55kg mặt vừa nè mấy chị nè. Chốt cho Hoàng pyjama xả nhanh cho mấy chị 35 luôn. 40kg đến 55kg mặt vừa chốt cho Hoàng bộ 35 luôn mấy chị. Có một bộ duy nhất à, cho nên Hoàng mới kêu bộ 35 này. Một bộ duy nhất thôi, chị nào lấy thì chốt cho Hoàng bộ 35 nha. Xả cho mấy chị giá 35 luôn. Hoàng bán hôm nay là giá sốc hết cho mấy chị luôn. Không còn cái gì nữa đó mấy chị nha. Ok nè, cho thoa trần nè. Hoàng bán là giá sốc hết để đón Tết luôn, xả kho hết luôn. Thoa trần nè, 35.000 nè. Ok cho thoa trần 35, bộ 35 còn có bộ mấy chị ơi, mấy chị à. Có bộ này Hoàng bán giá sốc luôn. Có bộ này Hoàng bán giá sốc cho mấy chị luôn nha. Có bộ này Hoàng bán giá sốc luôn. Rồi, mấy chị. Rồi cái quần đen này, cái quần đen này thì đẹp lắm. Cái quần đen này thì đẹp lắm mấy chị. Quần đen này 28.000, cái quần đen này rất đẹp luôn. Quần đen này rất đẹp, để Hoàng ra Hoàng mặc cái cho mấy chị xem nha. Quần đen này thì đẹp tuyệt vời lắm. Mấy chị đừng bỏ qua cái quần đen này 28.000. Hoàng còn mấy cái quần đen thôi, cái quần đen này siêu đẹp. Hoàng 69kg vẫn còn mặc được mấy chị ơi. 69kg vẫn còn mặc được, rất là ok nha mấy chị. Mấy chị đừng bỏ qua cái mã này tiếp. Mấy chị đừng bỏ qua cái mã quần đen này tiếp nha. Cái quần đen này là rất là ok luôn. Cái quần đen này ok mấy chị ơi. Chị nào lấy chuẩn bị chốt lại cho Hoàng quần đen nha mấy chị nha. Quần đen nha mấy chị nha. Quần đen Quảng Châu 28.000 thôi. Nhưng mà chất rất là ok, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Mấy chị đừng bỏ qua cái mã này giúp Hoàng đẹp. Chị nào lấy quần đen chuẩn bị chốt cho Hoàng quần đen nha mấy chị nha. Quần đen nha mấy chị. Rồi mấy chị chấm bài lên đây chuẩn bị nè. Quần đen 28.000, form 65kg là bao mặt vừa, Hoàng 69kg. Form 65kg bao mặt vừa, Hoàng 69kg với chị nha. Rồi mấy chị chấm bài lên chờ Hoàng chút xíu đi. Rồi tổng xả kho tất cả các ngành hàng nè mấy chị nè. Quần 28 rất là đẹp luôn mấy chị nha. Đây mấy chị nè, Hoàng mặc với áo phông rộng cho mấy chị coi nè. Quần 28.000 là chất Quảng Châu nè mấy chị nè. Quần 28.000 là chất hàng Quảng Châu nè.
rất là xịn luôn, hoàn còn mấy cái tri hơn 28.000, chị nào chưa mua thì chốt nha. Chị nào chưa mua thì chốt, hàng là 69kg, hoàng đang béo tét, bé tẹt luôn. Đây cho con bú bé tét, bé tẹt luôn. Chị nào lấy chốt cho hoàng là quần 28 mấy chị nha. Quần này xả cho mấy chị 28.000, quần này 45 hoàng xả 28 là lậu lỗ sắp mặt rồi. Không nha Hồng Nam ơi. Rồi chị nào lấy chốt cho hoàng, với lại hình như Hồng Nam dặn hàng hoài mà không tới lấy thì sao? Mấy đứa nhân viên thì chị nó báo vậy mà ai vậy thôi, hoàng không bán nữa. Rồi. Mấy chị quần 28 này cho chị Nhung Ngọc này, hàng Quảng Châu mấy chị nha, xịn sò luôn. Hàng Quảng Châu rất là xịn sò luôn nha. Rồi ai lấy chốt cho hoàng ok cho chị Nhung Ngọc này, hoàng xả kho hết mấy chị nha, 28.000. Chị nào lấy thì chốt, quần này là 45 á, giờ xả luôn 28. Rồi, đây chị nào lấy chốt cho hoàng là quần 28 nha. Form cái này là form này là đến 65kg mặc vừa mà chất rất đẹp nè mấy chị nè. Quần đen rất là dễ mặc quần luôn mấy chị nha. Này dễ mặc quần lắm, hoàng đang mặc. Hoàng là 69kg mấy chị biết rồi. Chứ nếu như mà hoàng 65kg như hồi trước là hoàng ok lắm á, giờ hoàng 69kg hơi béo á mấy chị. Đây còn cái chừng này nè, còn có mấy cái thôi, chị nào lấy nhanh thì chốt. Cái này 40kg mấy chị mặc được luôn. Mà đến ok nè. Ok nè cho Loan Nguyễn hai cái nè. Loan Nguyễn này hôm nay hoàng xả hết các ngành hàng cho mấy chị luôn, chia sẻ livestream cho hoàng nha. Loan Nguyễn này một hai quần này, Loan Nguyễn hai quần này, gần tết rồi hoàng xả lỗ cho nên mấy chị dặn hàng là nhớ ghé lấy giúp hoàng nha. Rồi cho Nguyễn Trâm này, Nguyễn Trâm là khách ghé hả, Nguyễn Trâm khách ghé hay sao? Ok cho Nguyễn Trâm này, Nguyễn Trâm khách ghé báo hoàng nha, ghé thì báo hoàng ghé nha, 28.000. Còn người gửi thì khách mới thì cho hoàng xin thông tin số điện thoại địa chỉ nha. Ok cho chị Bình một quần này, cho chị Bình này một quần này, 28.000 nè, ok cho chị Bình nè. Rồi ok cho chị Nguyễn Lương hai quần nè. Cho chị Nguyễn Lương hai quần nè. Cái này 65kg mấy chị bạc vừa. Chị Nguyễn Lương là hàng của chị đi rồi á chị. Cái này cho chị Nguyễn Lương hai quần nè. Cái này là đơn mới nha chị yêu nha. Rồi Phạm Thảo Vi một quần này là hết nha mấy chị nè. Phạm Thảo Vi nè. Nguyễn Trâm khách ghé hay sao em ơi. Phạm Thảo Vi nè. Rồi 28.000 thôi mấy chị. Hàng này là hàng xả luôn mới có giá này. Rồi chị nào lấy, mấy chị ơi chị nào chưa có quần đó chốt lên cho hoàng cho mấy chị. Ủa mà hết xuất tiền rồi sao? Hết xuất tiền rồi sao mấy chị ơi? Rồi quần đó hết rồi nha mấy chị nha, quần đó là hết rồi. Quần màu đen cái mẫu này chắc hết mất tiêu rồi. Đã hết rất là tiền trưởng rồi mấy chị ơi, mấy chị à. Rồi quần này hết nha, Nguyễn Trâm khách ghé hay sao? Chủ nhật em ghé hả? Chủ nhật xa quá em ơi, chủ nhật lâu quá. Chủ nhật lâu quá, hàng xã luôn ưu tiên cho khách khác, chị nào chốt quần đâu. Rồi Hồng Lãnh Cao ok chốt cho chị Hồng Lãnh Cao này. Rồi Nguyễn Trâm hoàng xã nha cho chị Hồng Lãnh Cao này. Hồng Lãnh Cao này ok chị nha, cho xin tin số điện thoại địa chỉ. Rồi chốt cho chị Hồng Lãnh Cao. Nguyễn Trâm không có. Rồi cuối cùng đó hoàng hết mấy chị, tại vì bây giờ gần Tết rồi mấy chị, cho nên là chị nào chốt hàng là ghé tới lấy nhanh cho hoàng. Chị nào không có thời gian ghé thì báo bưu tá ship tận nhà, chứ hoàng giữ đơn mấy chị nha. Quá gần Tết rồi mấy chị gửi đơn thì tội nghiệp hoàng lắm. Hoàng muốn xả mà mấy chị còn giữ nữa, đơn 100k này. Đi hàng này. Không đồng kiểm này, hoàng ghim vậy cho mấy chị khách mới biết ha. Hàng bên mình là thứ nhất là không đồng kiểm, thứ hai nữa là đơn 100.000 là đi hàng nha mấy chị nha. Rồi, được chưa? Mấy chị cảm thấy là thích mua thì mình mua, còn không thích mua mấy chị vào đây mấy chị chơi với hoàng. Tại hoàng đang xả lỗ rồi cho nên là phải chốt nhanh mấy chị. Rồi này còn sót một cái quần xước ra này. Rồi một cái quần đuổi xước mấy chị 25.000 luôn, có một quần duy nhất nha. Đuổi xước chốt lên cho hoàng, quần đuổi này mấy chị thân thiện lắm rồi đúng không? Đuổi xước này mấy chị chốt lên cho hoàng là quần đuổi xước nè. Quần đuổi xước này 65kg cũng vừa luôn. Rồi xả luôn cho mấy chị 25.000 thôi. Đuổi nha, chất vải này vải đuổi xước đó mấy chị. Hoàng bán 35.000 mấy chị biết mà. Giờ còn có quần xả 25.000 mấy chị chốt cho hoàng là đuổi xước 25. Em làm về tối này không lấy được hả? Ừ cho nên là thôi giờ em khỏi mua hàng online đi. Bữa nào em nghĩ ra em ra chợ em mua cha nó lần luôn cho nó khỏe. Tại vì chị bán hàng online chị cũng xả để nghỉ Tết mà. Xả xong còn giữ đến chủ nhật, hôm nay mới thứ ba thứ tư giữa chủ nhật xa lắm. Rồi đây ai lấy chút cho hoàng là đuổi xước nha. Xe cho mấy chị 25.000 luôn. Tại vì hoàng cũng bán lỗ để xả kho mà. Xả kho mà kho mình nó vẫn còn y hàng đó thì thôi khỏi xả cha nó để im đó đi cho mất mới chị xả lỗ. Mấy chị chốt lên cho hoàng đuổi xước 25.000. Đuổi xước đó còn đúng một quần duy nhất thôi. Rồi cái mẫu áo hoàng mặc này xả luôn cho mấy chị 25.000. Form này là form rộng tay lỡ, hoàng là 470kg rồi, 69 mắt mé 70 rồi. Mắt mé 70 rồi. Hàng áo này rất là đẹp nha, hoàng còn ri nè. Xả luôn cho mấy chị luôn là giá là 25.000 một áo. Cái áo này nó tặng kèm một cái nón mấy chị, cái áo này tặng kèm một cái nón nha. Đây, 25.000 cái áo tặng kèm một cái nón. Cái áo tặng kèm một cái nón nha.
Rồi đây, đây nè mấy chị, cái áo tặng kèm một cái nón như vậy nè. Một cái áo tặng kèm một cái nón nha. Form áo rộng này thoải mái luôn nha mấy chị nha. Đuổi xước cho lê lọc ok nè. Mấy chị Hoàng tại vì là kho hàng bây giờ gần Tết rồi, Hoàng cũng xả hết rồi để đi về quê ngoại ăn Tết mà. Nên là xả lỗ dọn kho mà bán lỗ xong hàng vẫn ở kho mình thì mình từ từ mình bán chứ mắc mới chỉ bán lỗ. Mấy chị nghĩ đúng không? Rồi mấy chị chuẩn bị chốt áo lên cho Hoàng nha. Cái này nguyên một ri luôn, đủ màu Hoàng sẽ tri ân cho mấy chị nè. Màu Hoàng mặc là màu vàng này, cái này là con rùa mấy chị, cái này là hình con rùa nha. Con rùa nè mấy chị nè, có sót còn một ri cuối cùng thôi. Xe cho mấy chị 25.000 một cái áo phôm rộng tay lỡ, 40kg mặc vừa mà đến 70kg cũng mặc vừa. Mấy chị 70kg, mấy chị cao 1m6, 70kg mấy chị ok luôn, Hoàng 69kg rồi nè. Rồi mấy chị nào lấy vàng đúng màu Hoàng đang mặc là màu vàng nha mấy chị. Chị nào lấy vàng chốt lên vàng nè mấy chị nè. Chị nào lấy vàng chốt vàng. Chị nào lấy hồng ruốc chốt cho Hoàng hồng ruốc. Chị nào lấy hồng lợt chốt cho Hoàng là hồng lợt. Chị nào lấy cam chốt cho Hoàng là cam. Chị nào xanh biển chốt xanh biển. Chị nào thích xanh lá chốt xanh lá. Chị nào lấy trắng chốt trắng. Và chị nào lấy hồng đậm chốt hồng đậm. Đủ màu luôn mấy chị. Hàng này Hoàng nhập vô 32.000, bán 35.000, giờ xả luôn cho mấy chị là giá chỉ còn có 25.000 một áo thôi. Bao giá lỗ luôn á. Bao giá lỗ luôn chứ không phải là giá vốn nữa. Chị nào lấy chốt nguyên một ri luôn nè. Đủ hết cái đủ hết màu luôn mấy chị nè. Nguyên một ri đủ màu đây nè. Chị nào lấy chốt lại cho Hoàng nha, con rùa kèm màu mấy chị, 25.000 thôi. Ok này, xanh biển nha chị Hạnh Tuyết nè. Đồ thể thao á, em mới về có size bự đó chị Hạnh Tuyết à. Ok là xanh biển cho chị Hạnh Tuyết nè, 25.000 nè. Rồi chị nào lấy màu nào comment lên cho Hoàng nha. Cái này là hồng lợt nè mấy chị nè. Còn cái màu này là hồng ruốc nè mấy chị nè. Hồng lợt nè, hồng ruốc nè. Rồi màu vàng Hoàng đang mặc nè. Màu cam nè mấy chị nè. 25.000 một cái áo siêu rẻ lắm, Hoàng xả kho mà. Xả kho nên mới bán giá này. Rồi màu trắng nè mấy chị nè. Màu trắng nè. Rồi cái này là màu xanh lá nè. Và cái này là màu hồng đậm nè mấy chị nè. 25.000 một cái áo phôm rộng tay lỡ. Mà cái chất áo này xịn lắm. Cái tất áo này rất là xịn luôn á. Mà nó tặng kèm một cái nón nữa. Lô này là Hoàng nhập, nói chung lại là Hoàng nhập trước Tết rồi đó. Ủa không phải, lộn, tào lao. Hoàng nhập cái này 3-4 tháng về trước rồi đó. Rồi cho nên giờ dọn kho xả luôn cho mấy chị nè. 25.000 một cái áo tặng kèm một cái nón xịn sò không. Rồi chị nào lấy báo Hoàng nha, không Hoàng qua mẫu nha mấy chị nha. Đồ thể thao là 110.000 á. Áo đó đẹp lắm, cái chất vải rất là xịn luôn á. Chị nào chưa mua thì chốt đi, Hoàng còn có ri cuối cùng nữa hết à. Hoàng bán xả 25.000 cho cái áo này đẹp lắm. Mấy chị nhận hàng mà chất vải không đẹp á, Hoàng đền cho mấy chị luôn, mấy chị đừng có lo. Chất vải là siêu đẹp luôn chứ. Nếu như không đẹp Hoàng hoàn tiền cho mấy chị luôn. Chị nào lấy chốt cho Hoàng này, một ri đủ màu như vậy luôn. Rồi mấy chị chấm bài đi, giờ Hoàng đi qua cái mẫu khác nè. Mẫu khác rồi mấy chị nè. Bộ này giờ Hoàng xả cho mấy chị. Bộ này Hoàng xả cho mấy chị nè. Áo đó đẹp lắm, ok, thoa trần nè. Rồi bây giờ Hoàng còn mấy bộ này Hoàng xả cho mấy chị luôn. Giá luôn 37.000 một bộ. Bộ này giờ Hoàng xả cho mấy chị là 37.000 một bộ nha mấy chị nha. Bộ này Hoàng xả cho mấy chị là 37.000 một bộ luôn. Bộ này còn 2-3-4 bộ gì đó Hoàng xả cho mấy chị. Màu cam cho hồng lãnh cao ok cho chị, hồng lãnh cao này. Cái áo này mấy chị cứ mua 25.000 thử đi, thử thử có đẹp không. Cam kết với chị là không bao giờ làm cho mấy chị thất vọng luôn á. Ok là chị hồng lãnh cao này, 25.000 này, ok này. Rồi chị nào lấy màu nào nữa thì báo em nha. Chị nào lấy màu nào thì báo em. Rồi bộ này nè, bây giờ em còn cỡ 5-6 bộ gì đó xả cho mấy chị luôn. 37.000 luôn. Xả cho mấy chị là 37.000. Hàng này em bán 55.000 nha. Giờ xả cho mấy chị 37.000. Nó chỉ còn có mấy bộ nữa thôi, 37.000. Form này là 40kg nha. Form này là 40kg đến cỡ 50kg mặc vừa thôi. Nên xả luôn. Thôi xả 35.000 để cho nó máu. Xả 35.000 áp dụng cho chị nào có chia sẻ. Chị nào không chia sẻ em sẽ ưu tiên chốt cho những chị có chia sẻ nha. Đây, bộ cô tông xịn sò như vậy nè. Quần dài như vậy nè. Rồi form này là 40kg nha. Cho đến 50kg mặc vừa, bộ dài như vậy nè, chất cô tông rất là xịn nha mấy chị nha. Nên này, có cổ như vậy luôn. Rồi 35.000 luôn, xả luôn. Tại còn có mấy bộ mà, màu đen, màu đỏ, màu xanh mấy chị. Màu đen, màu đỏ, màu xanh, chị nào lấy chốt lên cho Hoàng. Đen, đỏ, xanh, 35.000 luôn. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng là đen, đỏ, xanh, 35.000 một bộ. Còn có mấy bộ như vậy nè. Rồi chị nào lấy thì chốt cho Hoàng là đen, đỏ, xanh nha. Còn có mấy bộ nè. Chị nào lấy nhanh tay chốt cho Hoàng, đen, đỏ, xanh, 35.000 một bộ luôn, xả luôn nha mấy chị nha. 35.000 một bộ, chị nào lấy chốt lại cho Hoàng còn chừng này bộ đây. Đen, đỏ với xanh.
đen đỏ xanh. Chị nào muốn xem thì nó hằng mở ra cho xem. Phía đằng sau là nó có cái chữ Dio này mấy chị nè, phía đằng sau là có chữ Dio như vậy nha. Rồi còn ở đằng trước á là có cổ như vậy nè. Nói chung mấy chị nhỏ con mặc rất là đẹp luôn. Hôm này thì Hoàng thẳng ra là Hoàng cũng ít khách, 50-52kg là ok nha mấy chị. Chị nào lấy chốt cho Hoàng. Có màu đen, màu xanh, màu đỏ nữa. Ok cho chị Hạnh Tuyết nè, ok cho chị Hạnh Tuyết này, 35.000 này. Chị nào lấy báo Hoàng nha, xả kho mã này 35.000 luôn. Đây cho mấy chị coi thử bộ màu đen với bộ màu cam nha. À, bộ màu đen với bộ màu đỏ nha. Bộ đỏ này cũng đẹp lắm. Hàng này em xả luôn nè mấy chị nè, bộ màu đỏ này. Chất như vậy nè, có chữ Dio đây rất là xịn luôn. Đó còn có mấy bộ đó. Bộ này là em nhập vô hả tới 49.000 luôn á chứ. 49-50.000 luôn á. Rồi em bán luôn cho mấy chị luôn 35.000, bán lỗ luôn á chứ, dọn kho luôn mà. Rồi chị nào lấy chốt lên cho Hoàng, bộ màu đỏ nè, bộ màu đen nữa, chị nào lấy chốt lên cho Hoàng. Cái này là từ chất có co giãn nha mấy chị, 40kg cho đến cỡ 52kg là mặc vừa. 40kg đến 52kg mặc vừa. Rồi mấy chị ai đang xem được livestream chấm bài cho Hoàng, xả lỗ cho mấy chị cái mã đó luôn, ai lấy thì báo Hoàng nha. Đây còn mấy bộ như vậy nè. Xả 35.000, chị nào lấy chốt lên cho Hoàng. Mấy chị chấm bài đi, chuẩn bị hôm qua mã khác mấy chị nha. Quần lẫn mấy chị, quần lẫn là hàng này hàng xuất luôn, quần lẫn hàng này hàng xuất luôn mấy chị, quần lẫn hàng này hàng xuất xịn nha, bán cho mấy chị 28.000 luôn, quần lẫn hàng này hàng xuất xịn luôn mấy chị, bán cho mấy chị luôn 28.000, hàng này là hàng xuất xịn nha mấy chị nha. Nó có số 123 mấy chị. Nó có số 123 mấy chị nha. Nó có số 123 cho Hoàng. Số 3 là từ 60kg trở lên. 60kg trở lên 70kg. Hàng này là xuất xịn luôn mấy chị. Để từ từ Hoàng giới thiệu cho mấy chị đó. Cái Hoàng đang mặc là số 3 nha mấy chị nha. Hàng này là hàng xuất xịn mấy chị nha. Hàng này là hàng xuất xịn ơi là xịn luôn. Số 3 này mấy chị nè. Rồi chị nào lấy thì chuẩn bị nhanh tay, cái hàng này Hoàng còn sót một ít nè, là hết luôn á. 28.000 một quần, cực kỳ xịn luôn mấy chị coi nha. Quần này là quần thể thao Adidas nên nó có số ở đây. Cái Hoàng đang mặc là số 3 nè mấy chị nè. Số 3 này là 60kg đến 70kg mặc vừa. Cái quần này mà mấy chị bỏ qua là cả cuộc đời mấy chị tiếc lắm. Mấy chị coi nè, ở đằng sau quần này mấy chị nè. Ở đằng sau quần là nó may cái đường hàng trần đáy như vậy nè, và nâng mông như vậy nè, nâng cơ nè. Đây là quần chuẩn thể thao luôn mấy chị, đi tập gym tập đồ là quá bá cháy bỏ chét luôn. Đây nè mấy chị coi nè, nó may như vậy nè. Em bao cho mấy chị là mấy chị ngồi sao mà nó giãn được ra em mới khen là tài. Giãn mà nó có lỗ thâm kim được đây em mới khen là tài. Người ta mặc đồ thì cứ sợ nó giãn ra nó bị thâm kim lỗ nhỏ nhỏ đúng không. Cái này em bao mấy chị luôn, không biết làm sao cho nó giãn được. Có số 1, số 2, số 3. Số 3 này mấy chị 60kg trở lên ha. Rồi mấy chị, nó sẽ có rất nhiều viền này nè, Adidas nè. Nó sẽ có rất là nhiều viền ở đây, là nó có cái túi và có khóa kéo. Mấy chị có cái túi và có khóa kéo như vậy nè. Nó có túi và có khóa kéo luôn mấy chị nha. Đây nè, túi có khóa kéo như vậy nè. Quần này thật quá xịn rồi, chỗ này là theo luôn. Dưới này là theo luôn. Rồi, chị nào từ 60kg trở lên mình lấy số 3. Chị nào từ 55kg trở lên mình lấy số 55kg đến 60kg mình lấy cho Hoàng số 2. Chị nào dưới 55kg mình lấy cho Hoàng số 1 ha.
Rồi mấy chị chốt lên cho Hoàng một quần, hai quần, ba quần, bốn quần gì đó. Nói chung là Hoàng không chốt cái viền này cho chị. Cái viền này nó có nhiều màu viền nè. Cái này là viền đỏ nè, rồi nó có viền hồng nè, rồi nó có viền xanh, rồi nó có viền tím. Quần này là siêu phẩm luôn. Hoàng còn sót 3 ray 3 số. Hay vậy. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng nha. Mấy lửng chốt lên cho Hoàng. Một lửng, hai lửng, ba lửng, bốn lửng gì đó mấy chị. Ai thích chốt thì chốt. Nhớ là chốt lửng số 1, lửng số 2. Ví dụ như ba cái số 2, ba cái số 3, ba cái số mấy. Mấy chị nhớ nha. Chốt màu lên Hoàng mới chốt cho mấy chị được. Mấy chị không chốt màu, không chốt số thì Hoàng chốt không được nha. Quần số 3 một cái ok thanh chốt nè. Cái này có số nha mấy chị nha. Số 3 là Hoàng đang mặc luôn á. Số 3 là Hoàng đang mặc 28.000. Quần này cực xịn luôn. Hoàng bán mấy bữa mà mấy chị dành nhau mua quá trời luôn. Ok này, hồng lãnh cao một cái quần số 3 này. Mấy chị muốn lấy số nào mấy chị lấy cái quần này là bao mấy chị đi tập gym, tập đồ mấy chị làm cái gì làm mà nó tét được Hoàng cho tiền mấy chị. Nói thiệt luôn á. Ok này, cho chị hồng lãnh cao này. Hoàng xả kho luôn, móc ra là thấy này 28.000. Cái quần này là 45.000 mấy chị, mà Hoàng xả luôn 28.000. Một quần số 3 cho Lê Lộc này. Mấy chị chốt hai quần là hai viền, mấy chị chốt ba quần là ba viền, bốn quần là bốn viền. Nói chung lại là cái này nó rất là nhiều viền với nhau. Chị hai quần số 1 hả? Ok chị Nhung này. Hai quần là em sẽ lấy cho chị hai cái viền, ví dụ như vậy đó, chứ nó không có trùng lại viền nên mọi người yên tâm ha. Ví dụ như mấy chị lấy hai quần thì em sẽ lấy cho mấy chị một cái viền màu này, rồi em sẽ lấy cho chị một cái viền màu khác, ví dụ như đó, chứ không bao giờ lấy cho mấy chị hai quần là một viền ha. Rồi ok, để cho chị Nhung là hai quần số 1 này. 85 kg thì 85 kg cao chị. Chồng em là cao 1m67, 80 kg mặc vừa, còn 85 kg là phải cao hơn chồng em mới mặc vừa ha. Ok cho chị Nhung này. Rồi 28.000 này, size 2XL là lớn nhất đó. Ok rồi, cho chị Nhung này là chồng em 80 kg nhưng mà chồng em là cao có 1m67 thôi. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng nha. Đổi cho em số 2 không lấy số 3. Ok thanh chốt để chị ghi ngày mai nhân viên xả ra ha. Mọi người nhớ chốt cẩn thận nha. Tại vì buổi tối có một mình Hoàng livestream á, mấy chị đổi thì cũng được nhưng mà nó lộn xộn lâu sâu lắm mấy chị nha. Ok này thanh chốt này, chốt cái số 2 ha, xả 3 ha. Rồi ok thanh chốt này, chốt cẩn thận giúp Hoàng nha. Tại vì buổi tối có mình Hoàng livestream á, mấy chị làm đứa là nó lộ tùm phèo hết á. Ok Hoàng ghi trên đây này, xả số 3 này. Mai mấy đứa nó lựa hàng ra nó xả chứ giờ quăng hết ra ngoài đóng rồi Hoàng cũng không biết đường mà xả. Số 3 cho chị Xuân Vân này. Xuân Vân khách mới hả chị? Khách mới cho em xin thông tin số điện thoại địa chỉ nha chị ơi. Cho chị Xuân Vân này. Ok này, khách mới mấy chị cho em xin thông tin số điện thoại địa chỉ nha. Cho chị Xuân Vân này, số 3 này. Cho chị Xuân Vân số 3 này. Rồi thì có khi là vừa đó chị Xuân Vân này. Nói chung lại là có khi là vừa. Tại vì đó chồng em là 80 kg đó, mà cao 1m67 là ổng đang mặc vừa đó. Rồi cái này là chốt cho chị Xuân Vân. Khách mới cho em xin thông tin số điện thoại địa chỉ chị ơi. 123, chị nào muốn lấy cái số nào thì lấy 123 nha. Cái quần này là quần thể thao em bao cho mấy chị giờ xịn như chưa bao giờ được xịn luôn. 123, một quần là một viền, hai quần là hai viền, ba quần là ba viền. Nói chung là mấy chị lấy mấy quần thì em lấy mấy viền cho em, cũng chẳng bao giờ chốt cho mấy chị một viền để mấy chị yên tâm ha. Cái viền này nè, nó sẽ rất là nhiều viền. Đó, quần này là chuẩn quần thể thao luôn á. Chuẩn quần thể thao luôn, có hai túi rồi mấy chị coi nè. Cái đường may nâng mông và trần đáy như này nè. Bao mấy chị đứng lên ngồi xuống, mấy chị tập động tác là squat, squat gì đó. Đứng lên ngồi xuống nó cũng không bao giờ tẹt đáy, tẹt quần gì luôn. Tại vì hàng này nó chuyên may cho thể thao mà cực chắc luôn mấy chị nha. Chỗ này là theo luôn, chỗ này là theo luôn. Như số 1 như thế này thì Hoàng thấy là cỡ 55 kg trở lại mặc được. 55 kg tùy chiều cao chị nào lùn á, mà 55 kg thì mình có thể là lấy số 2. Ví dụ vậy đi, còn chị nào cân đối thì mình lấy số 1 thôi. 55 kg mà mình thấy cái người mình cân đối thì mình lấy số 1. Còn mình lùn mình thấy mình béo thì mình lấy số 2. Đó với chị cân đối với chị lấy Hoàng ha. 1, 2, 3 có đủ số luôn, chị nào lấy thì chốt lên cho Hoàng. 1, 2, 3 nha, ok cho chị Xuân Vân có số điện thoại này. Mấy chị nhớ lựa đơn hàng 100.000 bên em mới chốt đi hàng nha. Bên em mới có nhân viên chốt đi hàng. Rồi mấy chị có đơn hay một hay mấy chị chủ động vào Messenger mấy chị nhắn tin, hai là nhân viên sẽ có nhân viên alo cho mấy chị ha. Sẽ có ngày mai sẽ có nhân viên alo cho mấy chị. Rồi chị nào lấy thì báo Hoàng. Số này là số 1, số 2, số 3. Hoàng nói là cực đẹp luôn. Đẹp lắm, cái quần này là miễn che luôn. Nhiều khi đứt lứa không còn hàng để mà mua nữa mấy chị ơi. Rồi mấy chị chấm bài lên cho Hoàng đi nha mấy chị nha. Mấy chị chấm chấm lên. Rồi cái áo này nè, áo thể thao xịn sò nè mấy chị nè. Này là 50.000 ba áo, chốt lên cho Hoàng nha. 50.000 ba áo, cờ rách tớp ba lỗ mà cờ rách tớp như vậy nè mấy chị, mặc với cái quần mà vừa bán đó, thử có đẹp không. Đi tập gym, đi chạy thể dục là y bài luôn. Cái này là 40 kg nha mấy chị, cho đến cỡ dưới 60 kg mặc vừa. 50.000 ba áo, chốt lên cho Hoàng. Có màu đỏ nè ha, rồi màu vàng nè mấy chị nè, màu đỏ nè, màu vàng nè, màu hồng nè, màu cam nè,
màu trắng này, màu đen này, của màu đen, có màu đen chứ không có màu trắng. Chị nó lấy chốt màu lên cho Hoàng, vàng, đen này, cam này, hồng này, đỏ này. 50.000 ba chiếc áo thun ba lỗ mà hàng này rất xịn nha. Thun ba lỗ này chất vải rất là xịn, mấy chị mà nhận hàng mà chất dở em cho mấy chị trả lại luôn. Chất vải rất là xịn luôn, em xả kho 50.000 ba cái. Mấy chị mặc cùng với lại cái quần hồi nãy đó, mấy chị đi tập thể dục là y bài luôn. Rồi chị nào lấy chốt lên cho Hoàng. Còn ba cái áo hot girl này Hoàng xả cho mấy chị luôn. Ba áo hot girl này Hoàng bán nhanh cho mấy chị 45.000, chị nào có nhà ý muốn mua thì chốt ha. Còn ba áo crop top hot girl này nè. Một cái màu trắng, một cái màu hồng, một cái màu vàng. Cái này là 40kg cho đến cỡ 55kg mặc vừa, Hoàng bán cho mấy chị 45.000, chị nào lấy chốt lên cho Hoàng áo. Ba áo 45 nha. Đây còn đúng ba áo cuối cùng 45.000. Ba áo hot girl chất vải rất là đẹp, còn đúng ba áo xả cho mấy chị 45 luôn. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng. Chị nào lấy comment lên nha mấy chị nha. Chị nào lấy comment lên. Chị nào lấy thì chấm bài comment lên cho Hoàng nha mấy chị, chấm bài đi. Rồi bây giờ tiếp tục đi xả đồ nè mấy chị nè. Những cái mà nó chỉ còn một hai cái là Hoàng xả dưới giá nhập luôn á, chứ không phải là được giá nhập đâu mấy chị. Ba áo này, ok, ba áo 45k hả Thoa Trần. Ba áo 45k đúng không? Ba áo em lấy ba áo 45k này đúng không? Đúng, ok, giúp Hoàng nha, Hoàng bỏ qua cho em nè. Rồi cái này là tổng xả kho xả lỗ luôn nha mấy chị nha. Cái này là Thoa Trần đúng không? 45 đúng không? 45 nè, cho Thoa Trần nè. Em xả lỗ rồi đó mấy chị nha. Thoa Trần nè, 45.000 nè. Một quần số 2, một quần số 3 hả chị Xuân Nguyễn? Hồi nãy chị chốt cái quần số mấy rồi? Nhớ là chốt rồi, đừng chốt nữa chị, chốt rồi đừng chốt nữa. Một quần số 3 rồi đúng không? Bây giờ chị lấy thêm một quần số 2 đúng không? Chị lấy thêm quần số 2 thì chị ghi là một thêm một quần số 2 thôi. Đừng có comment lại cái chữ một quần số 3 vì em đã chốt cho chị số 3 rồi. Đây, một quần số 2 này cho chị Xuân Nguyễn nè. Ok nè, một quần số 2 cho chị Xuân Nguyễn nè. 28.000 quần này chị nhận hàng chị mê ly luôn. Không đẹp em cho chị trả lại luôn. Không đẹp cho trả lại, quần đó là xịn nhất luôn. Người ta bán trăm mấy quần ngàn cái quần. Tại vì quần đó là quần chất thể thao mà mấy chị. Rồi chị nào lấy bộ 19 chốt cho Hoàng bộ 19. Còn một bộ 19 nè. Form này 40kg nha. Cho đến 57kg mặc vừa còn một bộ 19. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng là bộ 19 nè. Xả kho hết cho mấy chị. Cái này còn một bộ duy nhất thôi. Mấy chị muốn mua thêm bộ thứ hai nó cũng không có nữa. Xả luôn cho mấy chị 19.000. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng một bộ đồ mà bán có mười mấy, hai mấy, giống như mình đang chơi đồ hàng đó mấy chị. Thiệt luôn á. Cái đồ gì mà rẻ dữ vậy? Thiệt luôn á. Em bán em thấy rẻ, thấy lỗ em cũng buồn muốn xúi ruột luôn. Rồi bắt đầu đầm hoa cúc nè. Em xả cho mấy chị 19.000 luôn. Cái gì á? Bộ 19. Ok nè, chị nào lấy chốt cho em cho Ngọc Mơ nè. Bộ 19 cho Ngọc Mơ nè, 19.000 nè. Ok nè, bộ 19 cho Ngọc Mơ nè. Đầm hoa cúc nè, em xe cho mấy chị 19.000 luôn, còn có 3 cái đầm. 19.000 một cái đầm. 19.000 cái đầm nha mấy chị nha, 19.000 một cái đầm. Hoa cúc luôn, chất vải là lụa luôn. Một cái đầm hoa cúc đẹp xịn sò như vậy nè, em xả 19.000 cho mấy chị luôn. Còn 3 cái đầm 3 màu. Màu xanh là một cái này 65kg mặc được nha. Màu hồng và màu cam đất 19.000. Rồi mấy chị lấy chốt lên cho Hoàng. Đây, màu hồng, màu cam đất và màu xanh. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng 19.000 luôn mấy chị. Xả cho mấy chị 19 luôn. Form này là 40kg cũng mặc vừa, 65kg cũng mặc vừa nghe mấy chị nha. Nè, cái chỗ nhúng này nó giãn ra rất là to luôn. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng là đầm kèm màu chất vải lụa luôn. Mịn mướt luôn, Hoàng tổng xả kho luôn. Tối hôm nay chị nào mua được là trúng mánh luôn á. Thề luôn. Rồi chị nào lấy đầm chốt đầm ha. Chị nào lấy đầm chốt đầm kèm màu lên cho Hoàng. Ok, sen đá này, đầm xanh này. Xả có 19.000 thôi. Sen đá này, 19 này. Chị nào lấy comment cho Hoàng nha. Bộ 19 hết rồi Mai Bâm. Còn một cái đầm đầm màu cam đất với màu hồng nữa mấy chị nè. Một cái cam đất ok cho Lê Lộc nè, 19.000 nè. Tổng xả kho nghỉ Tết luôn. Còn một cái đầm màu hồng nữa, chị nào lấy chốt lên cho Hoàng là đầm hồng. Mấy chị nào lấy chốt lên cho Hoàng là đầm hồng nha. Xả kho cho mấy chị nè. Xả kho hoan hỷ đón Tết luôn. Xả lỗ luôn mấy chị. Bán từ đầu năm đến cuối năm là tổng xả kho một lần là xả lỗ luôn. Thay vì là mình bán cho khách sỉ lô lộn xộn thì cũng đứa mình bán cho khách lẻ người cá cho mọi người vui. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng là đầm hồng nha. Còn một cái đầm hồng hoa cúc luôn. Đúng rồi. Bữa em mua đúng rồi, chị bán 35 nữa chứ không phải là 28 đâu. Cái đầm hoa cúc này chị bán còn 35 nữa chứ không phải 28. Bây giờ là chị tổng xả kho mà. Còn một hai cái gì là chị tổng xả kho hết. Đầm này lúc đầu còn bán 35 nữa, nguyên cái đầm hoa cúc mà hàng hot girl mà. Nhưng mà bây giờ Hoàng xả luôn, hoa cúc cũng đây còn hot nè. Giờ là Hoàng xả luôn mấy chị. Do là chỉ còn có một hai cái như vậy thôi, xả luôn cho hết mã luôn để dọn dẹp kho hàng đón Tết mà.
Một bộ này là size L mấy chị nè. Nó bị bụi ở ngay đây nè, mấy chị thấy rõ không? Mấy chị thấy nè, bị bụi dơ nha. Rồi được em ơi, được. Nhưng mà em hạn chế đổi xả giúp chị nha. Được nha, size có 19.000. Đừng có đổi xả giúp chị, mất công. Tại vì chị live stream có một mình á. Chị cứ giờ đây xả xanh nè. Rồi mọi người lưu ý nha, hạn chế đổi xả giúp Hoàng. Bởi vì Hoàng live stream có một mình thôi, buổi tối không có một đứa nhân viên nào. Mọi người đổi xả không ai chạy ra ngoài đó lấy được hết á. Hoàng đã xả lỗ rồi, có 19.000 Hoàng thề mọi người. Nếu mọi người cầm 19.000 ra chợ mua được một cái đầm thôi, Hoàng xin cắt cái đầu mình làm ghế cho mọi người ngồi luôn. Danh dự luôn, không ai bán cái đầm 19.000, kể cả Hoàng đi nhập cũng vẫn không được 19.000. Nhưng vì sao Hoàng bán giá 19? Bởi vì đây là cuối năm rồi, Hoàng gom tất cả những thứ còn lẻ 1, 2 cái, 5, 7 cái, 9, 10 cái, gom hết lại và tổng xả kho toàn bộ luôn. Để ra năm, mình sẽ chạy theo cái thời trang, lúc đó là thời trang hè. Mấy chị hiểu không? Ăn Tết xong là lúc đó nó chuẩn bị nó chạy theo cái thời trang hè. Thì mình bán thời trang mà, mình phải tổng xả kho, chứ không có lời một xu, một cắt nào hết á. Mấy chị đổi xả thì người này đổi xả được, người kia đổi xả được, cứ vậy nó kéo theo một cái chuỗi dài luôn, Hoàng rất là phiền nha. Mấy chị mà cảm thấy mà chốt rồi thì chốt luôn giúp Hoàng, tại vì nó rẻ lắm. 19.000 bây giờ cầm đi, không bao giờ mua được ly trà sữa luôn, chỉ mua được ly trà tắc á, chứ không được cái ly trà sữa đâu, mấy chị biết rồi đó. Rồi mấy chị chốt lên cho Hoàng, bộ này là size L này, Hoàng xả cho mấy chị với giá là 25.000. 25.000 bởi vì bộ này nó bị bụi nha. Chốt cho Hoàng thể thao bụi, size này là size L. Size này là size L, Hoàng bán này mấy chị thấy cái bụi trước ngực đây không? Size này là size L nha. Bộ bụi này mấy chị nào thấy bộ bụi đây không? Rồi, Hoàng nói thiệt mấy chị á, những ngày gần đây là Hoàng chỉ gọi là tổng xả kho dọn dẹp, không có lời, thậm chí là có lỗ luôn, nhưng vẫn bán. Bộ này cho cô Kim Loan nè. Đó, Hoàng vẫn tổng xả kho. Những cái bộ nào mà Hoàng phát hiện nó bụi hay cái gì, Hoàng bán lỗ cho mọi người hết. Không bao giờ Hoàng bán lấy tiền đâu. Ok cho cô Kim Loan này, bụi nè. Rồi mấy chị chốt lên cho Hoàng nha. Rồi bây giờ tiếp tục nè, qua cái mã hoa cúc này Hoàng xả nè. Thể thao bụi đó Hoàng chốt cho cô Kim Loan nè mấy chị. Tại vì bây giờ là chỉ bán live stream, là mình chỉ bán tầm được cỡ chừng nửa ngày nữa chứ mấy, 10 ngày nữa chứ mấy, là hết đi vận hàng được rồi. Bưu cục nó ngừng nghỉ Tết sớm để mà nó còn đồng hàng rồi này kia khác nọ, đây đâu có bán được nữa mấy chị. Nên là tại cuối tháng này là sẽ ngưng hết rồi. Vì vậy Hoàng tổng xả kho hết rồi. Bộ satin này mấy chị nè, chị nào lựa được 3 bộ Hoàng bán luôn cho mấy chị là 100.000. Chị nào mua một bộ thì 35.000. Bộ này là chất vải satin lụa nha. Bộ này satin lụa Hoàng nhập vô cao lắm. Bộ này Hoàng nhập vô 40.000 lận. Lúc đầu là bán bộ này 49.000 lận, giờ xả luôn cho mấy chị 35.000. Chị nào mua 3 bộ thì Hoàng chốt cho mấy chị luôn, 3 bộ thì xả cho mấy chị là 100.000. Chị nào mua 1 bộ thì 35.000. Phơm này là 40kg cho đến cỡ 55-56kg mặt vừa. Chắc phải là satin lụa nha mọi người nha, satin lụa. Được chưa mấy chị? Cái này là cúc tím nè mấy chị nè. Hoàng còn cái chừng này thôi, xả nhanh cho mấy chị. Chị nào lấy thì chốt nha. Cúc tím nè. Rồi cái này là cúc đỏ nè. Rồi cái này là chốt cho Hoàng là cúc xanh nè. Cúc tím, cúc đỏ, cúc xanh. Rồi xanh thì có xanh biển với xanh đậu. Mấy chị chốt cho Hoàng này xanh đậu hoặc là xanh biển nha. Xanh đậu, xanh biển, tím, đỏ mấy chị nha, bốn màu. Rồi tím, đỏ, xanh đậu, xanh biển. Trời ơi, Hoàng nhập vô hả, tới giá hả 40 mấy ngàn luôn, 42-43 ngàn hay 45 ngàn gì đó. Nói chung là hàng bốn lên không à. Bây giờ Hoàng xả cho mấy chị 35 ngàn, vừa bán vừa tri ân luôn cho hết hàng luôn mấy chị nè. Rồi đây, bộ này là bộ cúc như vậy nè. Đó, khi mà Hoàng xả giá lỗ rồi khách không mua thì mình cất lại qua hàng hè mình bán tiếp. Chứ vì là mình đã xả cái giá này là siêu lỗ luôn, chứ không phải lỗ nữa, siêu lỗ luôn. Đây, cái chất này là satin nha, 40kg nè, cho đến là tầm 57kg mặt vừa. Chất vải là satin lụa nha, rất là mướt luôn. Rồi mấy chị lấy thì chốt lên cho Hoàng. Màu tím, màu đỏ, màu xanh biển, màu xanh đậu, 35.000 một bộ. Chị nào lấy một bộ thì là nó sẽ là 35.000, còn chị nào lựa được 3 bộ thì Hoàng sẽ tri ân cho mấy chị là 100.000 thôi. Được chưa? Cái bộ này hình như Hoàng còn sót 1-2 bộ này, Hoàng xả luôn cho mấy chị. Bộ thu đông này hình như còn sót 1 bộ này. Tím, xanh biển, xanh đậu này, ok chị nè. Tím nè, xanh biển nè, xanh đậu này cho chị Duyên Giao này, Hoàng xả kho mấy chị nha. Phải lời đâu, xả kho thôi, không có lời gì đâu. Ok nè, cho chị Duyên Đào nè. Ok nè, 100.000 nè. Tại vì giờ gần Tết rồi, bán cho khách ghé thì dễ, chứ bán cho khách mà gửi hàng đi là chỉ bán được đến cuối tháng này thôi mấy chị. Nên là xả kho hết luôn. Ok, chị nào lấy nữa báo em nha, còn có chừng nửa bộ thôi, ít lắm, ít xịu à. Chị nào lấy báo em nha, em xả rồi đó, em xả lỗ sập mặt rồi. Rồi xong nè. Rồi cái bộ này em share cho mấy chị luôn, 45.000 luôn, bộ thu đông này nè, 45.000. Em ba nè chị, đỏ,
xanh xanh đỏ, xanh biển với xanh gì em? Đỏ này, xanh biển này, xanh đậu chị hết rồi nghe. Bây giờ em phải lấy màu tím thôi. Trần Tuyền em có lấy thì báo chị. Nó hết màu xanh đậu rồi nghe. Nó bây giờ nó chỉ còn màu tím thôi. Màu tím thôi nha. Màu tím thôi với màu này nè. Đây nè. Đó, mấy chị nè. Đó, nó chỉ còn 3 bộ này thôi. Trần Tuyền lấy thì chốt cho Hoàng. Màu tím, màu xanh, màu đỏ chứ nó không còn xanh đậu. Bộ thu đông này xả 45.000. Bộ thu đâm này xả 45.000, xanh biển đỏ tím ok này, xanh biển đỏ tím thì chị Xuân Nguyễn này, ok này. Xuân Nguyễn này là dồn đơn của chị Bình đó hả? Hay là khách mới ta? Sao tự nhiên chút nữa em bị lãng nhách luôn. Ok này, Xuân Nguyễn này. Xuân Nguyễn này là dồn đơn của chị Bình hay là khách mới ta? Tự nhiên các em ngơ ngẩn luôn vậy ta? Sao tự nhiên em ngơ ngáo ngáo như thật con bò đồ nấu này trời. Lâu lâu em cũng hơi bị tưng tưng nữa, tẩu quả nữa. Rồi chị Xuân Nguyễn nè. Rồi đây nè, chị Xuân Nguyễn đúng không? Chị Xuân Nguyễn là dồn đơn với chị Bình hay chị khách mới? Tự nhiên em không nhớ cái avatar của chị nơi. Cái xong rồi chút nữa em like xong rồi. Xanh biển đỏ tím hả? Ok đó, em chốt cho chị Xuân Nguyễn đó. Nhưng mà không biết là chị là dồn với chị Bình hay là khách mới nữa. Còn Trần Tuyền á hả? Bây giờ là Hoàng chỉ còn 3 màu đó thôi nha. Xanh biển đỏ tím thôi mấy chị. Trần Tuyền lấy thì báo Hoàng này, xanh biển đỏ tím nha. Chứ nó không còn màu xanh đậu đâu. Trần Tuyền lấy thì báo. Chị nào lấy bộ thu đông chốt cho Hoàng bộ thu đông 45.000 luôn. Bộ thu đông 45.000. Chị nào lấy comment cho Hoàng là bộ thu đông. Form này 65kg bao mặc vừa thoải mái cực ấm luôn. Bộ thu đông này xả luôn cho mấy chị nè, 45.000. Chị nào lấy comment cho Hoàng là thu đông 45 nha. Thu đông 45.000 xả luôn nha mấy chị nha. Xả hết luôn. À ok chị Bình đó ha. Xuân Nguyễn dồn cho chị á. Sao lâu lâu các em cũng hơi bị tưng tưng, em quên cha nó. Rồi ok cho Trần Tuyền nè. Thiệt luôn á. Chút chút nữa các em bị rảnh rảnh em lại em nhớ nhớ mà sao em lại quên quên. À chị Xuân Vân với khách mới, còn Xuân Nguyễn là dồn với chị Bình ha. Rồi lâu lâu em cũng tưng tưng nữa. Vẫn lấy. Rồi ok chị lấy cho em nè. Lấy cho em nè. Trần Tuyền nè, 3 bộ nè. Rồi Hoàng xả hết nha mấy chị nha. Chấm bài lên cho Hoàng đi. Hoàng xả hết cho mấy chị luôn. Xả lỗ sắp mặt ra. Xả lỗ sắp mặt ra. Rồi bây giờ nè coi thử bộ nè. Bộ 45 ok nè. Bộ 45 cho chị Xuân Vân nè. Ok nè, bộ 45 cho chị Xuân Vân nè. Xuân Vân nè, 45.000 nè. Rồi hàng xả luôn mấy chị nha. Tối nay là hàng xả tưng bừng khói lửa hết cho mấy chị luôn. Mấy chị đừng đi đâu, hãy ở đây với em. Đừng xa em đêm nay mấy chị nha, em sẽ xả hết cho mấy chị luôn nè. Đâm bây giờ em còn một cái màu này thôi nè. Mấy chị, thu đông bây giờ em còn một màu này nè, xả cho mấy chị 45 luôn. Chị nào lấy chốt cho em mã hồng thu đông, một cái áo tay dài như vậy nè. Và một cái quần siêu xịn sò nha. Mấy chị, từ 50kg trở lên 65kg mặc vừa. Từ 50kg trở lên 65kg mặc vừa em xả luôn cho mấy chị là 45.000, chị nào lấy chốt em. Em xả lỗ luôn. Em xả lỗ luôn, mã này trước là bán 70.000 hay là bao nhiêu cũng không nhớ, giờ xả luôn mấy chị nè. Bộ này là siêu đẹp thu đông nha, form rất là lớn luôn đây. Con Mickey với lại hoa hướng dương như vậy nè. Rồi chị nào lấy chốt cho em là bộ hồng 45 đi. Cái này mấy chị phải được 45kg trở lên, 65kg trở lại là mấy chị mặc vừa và rất đẹp luôn, rất là ấm. Bây giờ sáng ngày dậy lạnh lạnh rồi em nói mặc bộ này nè, vừa dưỡng da vừa ấm. Và dưỡng luôn da mình luôn, mấy chị làm mấy chị sắn tới đây, mấy chị bảo vệ da tay luôn. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng. Đây mấy chị nè. Form này rất là lớn và quần nó rất là dày nha. Chị nào lấy comment cho Hoàng là hồng 45 mấy chị. Hồng 45 nha. Chị nào lấy comment cho Hoàng là hồng 45. Xả cho mấy chị 45.000. Bộ hồng 45. Quần rất là dày và ấm luôn. Nói chung là rất là dày và ấm nè mấy chị nè. Coi một bộ nó rất là to như vậy nè. Nếu như vải mỏng á thì cái bộ nó mỏng lét à. Mà cái này là vải rất là dày luôn. Xả luôn cho mấy chị 45.000. Ấm ơi là ấm luôn. Nè mấy chị nè. Tay dài, quần dài luôn, ấm lắm. Chị nào lấy chốt cho Hoàng bộ hồng ok cho Loan Nguyễn này. Hoàng xả luôn mấy chị nha, 45.000 cho Loan Nguyễn này. Loan Nguyễn này, 45 này.
Chị nào lấy chốt cho Hoàng là hồng 45, xả cho mấy chị 45 ngàn luôn. Cái bộ đó rất là đẹp luôn, chất vỏ rất là dày luôn. Rồi Hoàng nói là xả một cách thú hồn. Mấy chị coi này, một bộ đồ của nó này. Nếu như mà vải mỏng á, là làm gì mà được cái độ dày cộm lên như vậy mấy chị. Rất là dày cộm lên luôn nè. Mickey như vậy nè, Mickey và hoa hướng dương nè. Mặc rất là ấm và rất là đẹp luôn. Tay dài, quần dài luôn. Mặc cái quần nó siêu dày và ấm nha mấy chị nha. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng là bộ hồng 45. Đây, mua một cái quần này thôi là giờ mà đi chợ mua cái quần này là trăm mấy. Chứ đừng nói đụng vào bộ đồ là thôi, chứ tiền đâu có mua. Thiệt luôn á, Hoàng nói thiệt luôn. Là hết tiền là quay xe về luôn á. Bán 45 ngàn là siêu siêu rẻ luôn rồi mấy chị. Ok, bộ hồng cho chị băng tâm nè, 45 ngàn chị nào lấy chốt cho Hoàng nha. Bộ hồng cho chị băng tâm, chị nào lấy nữa báo Hoàng xe cho mấy chị 45 luôn. Ok, cho chị băng tâm nè. Băng tâm 45 ngàn nè, chị bộ nha. Ok, cho chị bình một bộ nè. Ok nè, cho chị bình một bộ nè. Bộ này dày và ấm lắm, em xả 45 ngàn mấy chị. Ok, cho chị bình một bộ nè, chị nào lấy nữa báo em. Hoa cúc tím, đỏ, xanh biển hết rồi em ơi. Bây giờ chỉ còn Hoàng, chỉ còn bộ hoa cúc đỏ thôi. Bây giờ Hoàng chỉ còn bộ hoa cúc đỏ thôi. Sao mà bé Loan Lê nó khùng em chậm dữ rồi. Chị bình bộ hồng rồi, ok. Em còn hai bộ nữa nè, chị nào lấy chốt luôn. Cái này là em xả lỗ luôn rồi mấy chị. Hoàng còn hai bộ màu hồng. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng xả lỗ luôn. Đây mấy chị coi nè, cái bộ nó dày như vậy nè. Bộ dày cui như vậy nè, cái quần nó dày như vậy. Chứ không phải là hàng mỏng le, mỏng lét mấy chị. Hoàng còn hai bộ, chị nào chưa chốt chốt đi. Hay là comment chị nào bị kiểu như là bị ẩn hay là cái gì đó thì mấy chị chốt đi nha. Còn hai bộ. Còn hai bộ nè mấy chị nè, chị nào lấy chốt cho Hoàng 45 ngàn còn hai bộ nè. Chị nào lấy thì comment nha. Còn bây giờ nè, cúc chỉ còn ba bộ màu đỏ, Hoàng sẽ bán cho ba chị 30 ngàn một bộ. Tại vì giờ nó còn có màu mà, giờ có còn có màu xả luôn. Chị nào lấy comment cho Hoàng cúc đỏ 30, cúc đỏ 30, cúc đỏ 30 ha. Tại vì còn có màu Hoàng bán luôn. Mấy chị chốt lên cho Hoàng là cúc đỏ 30 nha, còn có bộ màu hồng thôi. Rồi chị nào lấy cúc đỏ comment cúc đỏ 30 luôn. Em chốt nãy giờ mà không thấy chị trả lời chắc là bị ẩn comment em. Chứ chị mà thấy em chốt thì chị cũng lấy cho em rồi. Chị xả mà thấy có người mua chị mừng quá. Mà em là khách mua lâu năm uy tín nữa là chị chốt liền, chứ có mà nó bị ẩn comment chị không thấy á. Rồi bây giờ Hoàng chỉ còn đúng một cúc màu đỏ thôi, chị nào lấy chốt cho Hoàng 30 ngàn. Chị nào mua thêm thì mua, còn đúng một cái màu đỏ thôi, còn ba bộ màu đỏ luôn. Chị nào lấy comment nha, còn đến ba bộ màu đỏ luôn, xả luôn mấy chị. Ok ok, dạ ok chị nha. Ok cho chị Hạnh Tuyết một bộ cúc đỏ nè 30 nè. Chị nào lấy cúc đỏ comment cúc đỏ, còn hai bộ cúc đỏ, còn hai bộ thu đông, còn hai bộ cúc đỏ, chị nào muốn lấy thì chốt nha. Mấy chị ráng lựa đủ đơn, tại vì Hoàng xả lỗ ra, mấy chị ráng lựa đủ đơn để nhân viên nhà Hoàng nó chốt đơn đi hàng, chứ gần Tết rồi mấy chị, Hoàng đâu giữ được nữa, sát Tết sát rạc rồi. Ok cho cô Huỳnh Hồng một bộ nè, cho cô Kim Loan một bộ nữa là hết mấy chị nha. Ok cho cô Kim Loan một bộ này, Loan Lê là không có gì luôn, chốt chậm quá hết luôn rồi, hết luôn rồi, Hoàng xả kho mà. Rồi cái bộ này Hoàng xả cho mấy chị luôn. Bộ này Hoàng còn là 4 bộ. Bộ này phông lớn, chị nào béo thì mua. Bộ này xả cho mấy chị là bộ đì ô, bộ vàng, xe cho mấy chị 45 luôn. Xe cho mấy chị 45, còn 4 bộ, 5 bộ gì đó xả cho mấy chị 45 luôn. Đây nè mấy chị, hàng này là nó siêu phẩm, chị nào mua rồi biết rồi, 60kg nha. Cho đến 70kg mang vừa luôn á, 60kg đến 70kg luôn mấy chị. Chốt cho Hoàng bộ 45 luôn. Chốt cho Hoàng bộ vàng 45 ngàn, cái này mấy chị phải được 60kg trở lên, 70kg trở lại mặt mới đẹp. Đỏ 30 chốt cho cô Loan rồi, chứ mấy chị mà ít hơn là mặc không được, tại vì nó rộng, Hoàng nó thiệt mặt. Cái này ưu tiên cho chị nào bự con. Quần này có túi luôn mấy chị nha. Quần có túi, bộ này là lúc trước Hoàng bán là 75 đúng không? Giờ xả 35. Lỗ mà cùi móng luôn á. Chứ bộ đồ mà bán lời được 30 nghìn ha. Đồ giá rẻ mà bán lời được 2-3 nghìn bộ là ta nói mừng ơi là mừng. Một ngày bán mấy trăm bộ là cũng có được mấy trăm ngàn rồi. Làm gì mà có giá mà bán lời như vậy được. Trời ơi, chị nào lấy chốt lên cho Hoàng nha. Bộ vàng, cái này chị nào phải 60kg trở lên. Để tao cái áo khoác xanh đó nha. Áo khoác pháo hả? Rồi ok, tao lái xuống chứ không chút nữa người ta mua liền. Ok nè. Rồi lấy mặt đi, hồi chiều qua không chịu lấy cái áo đó ấm, không chịu lấy, ở nơi nhẫn nhơ người ta lấy mất tiêu. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng là bộ vàng.
bộ vàng nha, 45.000 luôn. Hoàng còn mấy bộ chị nào lấy chốt để Hoàng ra mặc thử cho mấy chị coi, đẹp lắm. Nhưng mà mấy chị to con mới mặc được, mấy chị nhỏ con thì mặc nó rộng lắm. Chị nào to con thì mặc ok, chứ chị nào nhỏ con thì mặc không được. Rồi chốt cho Hoàng là bộ vàng nha mấy chị. Bộ vàng chốt lên cho Hoàng mấy chị. Chị nào lấy bộ vàng comment bộ vàng lên cho Hoàng nha mấy chị nha. Bộ vàng cho Hoàng mấy chị. Chị nào lấy bộ vàng comment bộ vàng nha. Đây, cái bộ màu vàng này mấy chị nè. Tao qua lấy liền hả? Giờ qua hả? Ờ thì qua hay keo cửa đi, mẹ với Siri ở nhà dưới á. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng nè, bộ vàng này mấy chị nè. Form 60kg đến 70kg mặc rất là đẹp, 45.000 luôn. Nhưng mà cái này mấy chị phải to con, mấy chị mới mặc vừa. Hoàng sau 70kg này Hoàng chừa lại mấy bộ rồi, mà không lẽ giờ có kiểu này để miết. Không lẽ có kiểu này để hoài. Hoàng là chừa lại mấy bộ này mặc rất là thoải mái luôn. Trời ơi nó sướng lắm. Nó rất là sướng và thoải mái. Hoàng béo mà Hoàng thích lắm, nhưng mà không lẽ Hoàng để hết lại. Nó có một màu à. Nó có một màu với chị, chứ nó nhiều màu là Hoàng cũng không bao giờ nữ luôn. Chị nào lấy chốt cho Hoàng bộ vàng này. Nó có mỗi màu vàng à. Không lẽ Hoàng để hết. Màu vàng Hoàng mặc hết. Thằng xe 45 là nó lỗ xịt máu cam ra. Chị nào lấy chốt cho Hoàng. Chị nào lấy chốt cho Hoàng là bộ vàng 45. Cái này chị nào béo mới lấy. Chị nào gầy mà không vừa. Mặc dù Hoàng xả lỗ cái này hàng hai da luôn. Áo hết đi có mấy màu chị, 3-4 màu. Nhưng mà hết đi đó, hết đi xịn nha, 45.000 một áo lận. Hết đi đó là hết đi xịn. Ôi chú cha má ơi, còn một cái áo khoác phao này. Áo khoác phao mày lấy rồi, nhưng mà vẫn còn cái khoác phao. Chị nào muốn lấy thì chốt nha. Cái này là 99.000 một cái khoác phao. Còn cái cuối cùng này, cái của mày ta để riêng ra rồi. Còn cái này, còn cái đây nữa nè. Cái này ta quăng xuống rồi. Chị nào lấy chốt cho Hoài khoác phao còn đúng một em duy nhất nè mấy chị nè. Khoác phao còn đúng một em duy nhất thôi, 99.000. Hoàng nói là đẳng cấp là mãi mãi luôn. Không bao giờ mấy chị còn có cơ hội để mua thêm một lần nào cái chiếc áo phao nữa. Nó hết một cách là vĩnh viễn luôn. Chị nào lái chốt cho Hoàng khoác phao mấy chị, 99.000 sau này mấy chị bỏ phải 299.000 mấy chị mới có cơ hội rờ vào được cái áo khoác phao lông. Hoàng nói thiệt mà, mấy chị chỉ cần bỏ qua một lần này thôi là mấy chị mai sau mấy chị phải bỏ 299.000. Đó. Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau mà muốn gặp phải chờ trăm năm. Mấy chị mà muốn gặp lại được cái áo này á, là mấy chị á, phải là mua tới giá 299.000. Hoàng cũng mua không có được luôn mấy chị nè. Đây cổ nó kéo tới cao như vậy nè. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng cái này 65kg thôi nha. Tại vì Hoàng 69kg, Hoàng béo quá. Béo quá. Đây, đây 69.000 chỉ còn, ốc quên 99.000 chứ chỉ còn một em duy nhất thôi. 65kg vừa. Chị đang mặc chị 69kg mà. Chị 69kg mà. Rồi ok cho Tiên Nguyễn, đẹp lắm. Em mua mà em mặc về dưới miền Tây nó ấm mà cố luôn. Nó ấm ơi là ấm luôn. Rồi ok nè, cái này cho Tiên Nguyễn nè. Rồi đây nè cho Tiên Nguyễn nè. Đẹp lắm, Tết này mặc về miền Tây nó ấm bà cố luôn. Chị bán cho em là vì chị cũng suy nghĩ rồi. Đỡ phí ship á. Chứ còn cái áo này á, nó to, nó nặng vậy, phí ship nó nặng lắm. Ok cho Tiên Nguyễn nè, 99.000 nè. Một cái áo cuối cùng là hết luôn. Rồi bộ vàng này cho chị Nhung Ngọc nè. Chị nào muốn lấy bộ vàng thì báo em. Bộ này tới 70kg mặc vừa mấy chị. Chị nào ở trong đây mà 60-70 lấy mà mặc có 45.000 nè. Mà đẹp lắm, em xả mấy chị. Ok cho chị Nhung Ngọc nè, 45 nè. Rồi chị nào lấy bộ vàng chốt cho Hoàng bộ vàng cứ 60-70kg mấy chị mặc vừa đây. Em còn mấy bộ mà đành phải bán lỗ tại vì nó còn có một màu à. Em bán lỗ chứ. Mấy chị thấy không, không bao giờ còn cái thứ hai. Rồi mấy chị qua mẫu cho em nha. Áo phao hết rồi em, áo phao hết rồi. Áo phao làm chị cờ. Với ta. Rồi. Cái này hàng này mấy chị, hàng này là 39.000, Hoàng xả cho mấy chị 29.000 luôn. Chốt cho Hoàng nè, cái này chốt cho Hoàng mã số 1 luôn. Còn 2-3 cái gì Hoàng bán luôn. Chốt cho Hoàng mã số 1. Form này là 40-65kg mặc vừa. Comment cho Hoàng là mã 129.000. Comment cho Hoàng mã 129.000. Form này 40-65kg mặc vừa mấy chị ha. Còn 1 cái, 2 cái. Còn 3 cái nha mấy chị nha. Còn 3 cái chị nào lấy chốt cho Hoàng mã số 129.000. Xả luôn cho mấy chị 29.000 nè. Cái sọc như vậy nè, đẹp chưa. Rồi chị nào lấy mã 1 comment mã 1 29.000.
Đây này mấy chị nè, đây quần là có túi nha, chất là siêu đẹp luôn. Áo khoác xám lửng, áo hoodie thì nam hay nữ gì mặc cũng được em ơi. Cái áo đó áo hoodie mà em, chị chưa like áo hoodie. Hoodie 45.000 hoài chưa bao giờ like áo hoodie luôn, lười like, đang lười like, đang đi xả mấy cái lộn xộn. Cái áo hoodie mới về chưa like cho ai mua cái nào hết. Có cô Loan á, là tới cửa hàng thì cô Loan mua được thôi, chứ còn chưa, còn chưa có like luôn đó. Ok nè, cho Loan Nguyễn mã số 1 này, 29.000 này. Chị nào lấy mã 1, chốt mã 1, ok cho chị Xuân Vân này. Ok cho chị Xuân Vân này, 29.000 này. Chị nào lấy comment cho Hoàng là mã số 1 nha, Hoàng còn cái nữa, chị nào lấy comment mã 1. Cái này là bán lỗ mấy chị ơi, bán lỗ luôn, cái quần này là nó siêu đẹp như vậy nè, Hoàng bán 29.000 mấy chị nghĩ có lời hay không? Máy sọc chị cho em 5 cái sọc nhỏ, cái này có 1 cái thôi em. Hồng lãnh cao, ok, hàng này là chị không còn theo ri như ngày xưa em lấy sỉ nữa. Bây giờ là chị tổng xả kho nên nó chỉ còn cái thôi. Like hot đi nha, rồi ok đợi em xíu. Ok, hồng lãnh cao mã 1 nè. Rồi đợi hết cái này rồi em sẽ like hot đi cho mấy chị nha. Hồng lãnh cao nè, ok nè, 29.000. Rồi chị nào lấy nữa chốt cho em còn 1 cái nữa. Em bán xong cái này em sẽ lên, em á. Lan Trần mã 1, 2 cái chị còn có 1 cái à. Lan Trần chị còn 1 cái nè. Hồi bữa em lựa được cái bộ thể dục thể thao gì mà mấy đứa không biết nó bỏ ra chưa nữa. Lan Trần nè, 29.000 nè. Nó nói là thấy em để em hai quần đó luôn hả, hết cho rồi. Chị không biết nữa, chị nghe mấy đứa nó nói là chị Lan Trần lựa được có bộ thể thao à, mà không đủ đơn em bỏ ra rồi, không biết nữa. Nó có 1 cái nó xả ra rồi. Rồi, cái này chốt cho Hoàng là mã caro đi ha, cái này chốt mã caro còn 2 quần 29.000 luôn, mã caro. Lan Trần bữa em lấy bộ thể thao size gì á báo chị nha, để chị cho nhân viên nó lựa lại cho em, chứ hình như của em có một bộ á, xả ra mất tiêu rồi. Rồi cái này chốt cho Hoàng này, mã caro còn 2 cái 29.000. Mã này là mã caro còn 2 cái 29.000 một cái, 65kg mặc vừa. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng là caro. Đây, caro dài như vậy còn 2 cái caro, chị nào lấy báo Hoàng luôn. Còn 2 cái caro màu này nha, chị nào lấy báo Hoàng 29.000. Chị nào lấy báo Hoàng caro, caro 29.000 nè. Mấy chị nè, chị nào lấy caro chốt caro, Hoàng còn 2 cái caro nha. Lan Trần là bữa em lấy cái bộ thể thao size gì thì em nhớ nói lại mai mấy đứa nhân viên nó lựa lại cho. Caro cho Lê Lộc nè, 29.000 nè, Lê Lộc nè, 29.000 nè. Caro cho chị Hoàng Huy 29.000 nè, rồi hết mấy chị nha. Ok cho chị Hoàng Huy 29.000 hết rồi. Bây giờ em lên áo hot đi cho mấy chị nha. Bây giờ em lên áo hot đi cho mấy chị luôn. Áo hot đi cho mấy chị nè. Không biết nữa, mấy đứa nhân viên nó nói là không đủ đơn, nó xỏ ra xỏ vô chi mày cũng chả biết nữa. Một bò đen gì cũng bán hết luôn rồi. Áo hết đi này chưa phân ra nữa chứ, nó từng cục như vậy nè. Mấy chị nè, áo hết đi 45.000 nha. Áo hết đi 45.000, hàng này cực xịn. Mấy chị có thể hỏi cô Loan để biết, cái áo này cực xịn luôn, hàng công ty mà. Cái này size M. Cái này size M nhưng mà con trai là 70kg mặc vừa nha mấy chị nha. Con trai là 70kg mặc vừa, 72kg cũng mặc vừa. Con trai 70kg, 72kg cũng mặc vừa. Áo hot đi hàng công ty xịn nha mấy chị, 45.000. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng là xanh M 45. Cái này là màu xanh size M này, Hoàng chỉ biết vậy thôi. Bây giờ cầm nào lên lấy đó chứ biết đường mua một lần. Hoàng mới về, Hoàng cũng chưa kê nhân viên đây này, size M này, hàng công ty rất xịn, Hoàng chưa bán, chỉ có cô Loan là tới là thấy áo hoodie cô Loan lựa cho con trai cô Loan mấy cái thôi, chứ Hoàng cũng chưa like mẫu này. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng là xanh M, màu xanh đậm size M như vậy nè, 45.000. Con trai thì 70-72kg, còn con gái thì mấy chị trừ hao vài ký, tại vì con gái mình lùn hơn là mình có ngực có đồ nữa. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng ha, xanh size M nha mấy chị nha, xanh size M này, chất như vậy nè, hàng tan mạc như vậy nè, xanh size M nha mấy chị nha, xanh M ok nè, cho Ngọc Kiều Huỳnh nè, 45 nè.
ba bốn màu gì đó em, màu xám rồi màu xanh rồi màu đen gì đó không biết luôn. Ngọc Kiều Huỳnh này, Ngọc Kiều Huỳnh này, cái này Hoàng lai từ từ mấy chị, mấy chị do là cái này Hoàng ngày hôm nay Hoàng cũng quên mấy nói mấy bé nhân viên đó là soạn theo màu giúp Hoàng đi, soạn theo màu xe size đi, bây giờ Hoàng lai hơi cực đó chứ. Thì mấy chị kệ nó, mấy chị kệ nó, Hoàng cứ mở cái nào thì like cái đó mấy chị nha, mở cái nào thì like cái đó thôi. Này là size M luôn, size M luôn. Cái này là màu xanh đen mấy chị nha, cái này là màu xanh đen nha, chứ không phải là màu xanh kia đâu. Ok nè, xanh Ngọc Kiều Huỳnh nè. Rồi cho chị Hoàng Huy nè, hàng này là áo công ty mấy chị ơi, nó mới có size. Ok cho chị Hoàng Huy nè, cho chị Hoàng Huy nè. Ok cho chị Hoàng Huy nè, 45.000, quá rẻ luôn. Cho chị Hoàng Huy nè, Hoàng cũng chưa biết size gì đây, vừa like vừa mở ra coi cũng vất vả lắm luôn á, mà cũng phải cố chứ biết sao giờ. Cho chị Hoàng Huy rồi. Ok cho Thúy Hằng này, để coi thử có phải size M không. Size M luôn, cho Thúy Hằng luôn, cho size M cho Thúy Hằng này, màu xanh đen như vậy nè. Ok này cho Thúy Hằng nè, cho Thúy Hằng này, để xíu nữa Hoàng ra Hoàng mặc thử cái áo này mấy chị coi, nó cũng đẹp ghê lắm á. Ok cho Thúy Hằng này, nữ nam mặc đều được hết nha mấy chị nha. Ok Thúy Hằng này, màu xanh M cho Thúy Hằng rồi nè. Thấy có size M à, chứ Hoàng cũng không biết là size gì, Hoàng cũng không biết là có size gì nữa. Chị nào lấy chốt cho Hoàng là xanh nha, xanh size M, để coi thử cái bị này size gì. Hàng này hàng công ty thì nó rất là xịn luôn, mấy chị yên tâm. Nói chung là Hoàng chỉ thấy xanh size M thôi mấy chị ơi, xanh size M thôi nha, chứ Hoàng cũng không biết là size gì. Thôi để Hoàng ra Hoàng lấy cái quần đùi Hoàng mặc coi, hai xám, hai xanh, hai đen nữa. Rồi ok để chị chụp màn hình lại, mai mấy đứa nhân viên nó soạn cho, chứ giờ chị soạn cũng không được luôn. Rồi tiếp tục qua cái màu xám cho Hoàng. Xám thì sao lại thấy XL, xám thì sao phải lấy XL đây nè. Xám thì thấy nó ghi tới size XL, mua rồi, xám XL đúng không? Đúng rồi, xám này thì thấy XL. Tự nhiên cái ri này xám XL Hoàng chưa mở ra coi luôn mà mấy chị. XL thì Hoàng thấy nó cũng như L, M chứ có khác gì đâu trời. Xám là XL mấy chị, xám là XL nha. Chị nào mặc xám XL thì chốt cho Hoàng, Hoàng thấy cũng như size M à. Thì cũng cỡ con trai cũng cỡ 75kg, cao cao thì 75 ML XL luôn hả? Dạ Hoàng chưa có lục ra rồi mấy chị biết là Hoàng luôn Subo cỡ nào Hoàng chưa biết, thua con loài luôn, không biết size gì trong đây luôn. Cái này Hoàng thấy xám size XL nè. Còn cái áo này thì nữ nè, xám này ok cho chị Hằng Võ nè, xám cho chị Hằng Võ nè, xám XL này cho chị Hằng Võ nè, 45.000 nè. Xám này, xám XL cho Sang Lê nè, xám XL cho Sang Lê nè. Rồi mấy chị chờ Hoàng xíu đi, mấy chị chờ Hoàng xíu đi, mấy chị lu su bu, lu su bu quá mấy chị ơi, mấy chị chờ Hoàng xíu nha. Mấy chị chờ Hoàng xíu mấy chị ơi, để Hoàng rinh lại cái đã, mặc thử cái đã, chứ Hoàng cũng chưa biết size gì, size dĩ, size dây luôn. Size gì tù lua tài le, không biết đường luôn. Nam nữ gì mặc được hết mấy chị nha, để Hoàng từ từ Hoàng xích tới mấy chị, nó nặng lắm, nó hết đi mình, nó dày nó nặng lắm. Chị nè, size này cái màu xanh á, cái màu xanh mà Hoàng mặc size M này mấy chị nè, màu xanh mà Hoàng mặc size M này, Hoàng 69kg á, màu xanh Hoàng mặc size M này, màu xanh này Hoàng mặc size M này mấy chị nè, màu Hoàng là 69kg rồi đó, cho nên Hoàng nghĩ là chắc là ok chứ không mất mớ gì hết. Con trai thì cỡ 72kg là cũng bình thường, tại vì con trai thì đâu có ngực gì nu nu ra đâu mà phải cao hơn Hoàng đúng không. Hoàng con gái mà Hoàng đang mặc size M này mấy chị nè, đang mặc size M đó, Hoàng đang mặc size M á mấy chị nha. Từ từ mấy chị, từ từ đó, Hoàng chưa biết size gì mấy chị ơi. Nè, cái cục này nó rất là nặng luôn. Cái áo hoodie á là nó dày và nó nặng lắm.
Hàng này hàng xịn mà, nó rất là dày và nặng luôn. Nói chung là mặc áo này là bao ấm luôn. Gái trai gì cũng mặc được nha. Gái trai gì cũng mặc được hết, mặc cặp được luôn mà. Muốn mặc cặp thì mặc cặp thôi, hai vợ chồng muốn mặc cặp thì mặc cặp. Đồ bộ thể thao sau chị nó có size em, chị không biết nhiêu ký vừa, nó có size mà. Rồi cái xám này nè, mấy chị nó tùm lum trong đây, Hoài cũng chưa kêu mấy đứa soạn ra nữa, đây Hoài không biết đưa đụng cái nào like cái đó nha mấy chị nha. Rồi cái này là xám M nè. Mai nhân viên nhà chị soạn em, tại vì áo này nhà chị đang còn nhiều mà. Rồi mấy chị, bây giờ chốt qua cho Hoàng nè. Cái này là xám Fila nè, size M nha mấy chị nha. Size M này á, thì con trai mà 70kg thì bình thường, Hoàng con gái là 69kg nè. Size M 69kg Hoàng con gái đang mặc nè. Có nghĩa là cái này mấy chị 40kg cho đến mấy chị 69kg mấy chị vẫn mặc được size M. Tại vì áo hoodie mà, người nhỏ thì nó khoan lại, còn người bự ra như Hoàng nó vẫn vừa như bình thường như mấy này mấy chị nè. Chắc Hoàng lấy cái áo này Hoàng mặc cho ấm nè. Mấy chị xám size M nha. Hoàng like trúng cái nào mở, trúng cái nào like cái đó chứ ai biết đâu mấy chị. Thiệt luôn á. Rồi xám Fila size M nè mấy chị nè. Xịn mấy chị ha, hàng này thì xịn lắm. Bây giờ cũng không có mà bán luôn. Tại vì mùa này lạnh rồi đó. Xám size M này, ok này. Xám Fila này size M nha mấy chị ơi. Ok nè mấy chị, chốt cho Hoàng là Fila M đây mấy chị. Mã xám nha mấy chị, chốt cho Hoàng là chữ Fila M. Fila nha mấy chị nha. Fila mấy chị, comment cho Hoàng chữ Fila. Tại vì nó màu xám mà nó có nhiều cái logo này khác nhau. Cái kia nó có chữ Fila, mấy chị chốt cho Hoàng chữ Fila M đi, để cho khỏi lộn, Fila M. Còn cái này mấy chị chốt cho Hoàng là chữ M. Đây nè, cũng là màu xám, nhưng mà cái hồi nãy là Fila nha. Còn cái này á, là chữ M. Fila M, ok cho cô Huỳnh Hồng nè. Ok cho cô Huỳnh Hồng nè. Huỳnh Hồng nè, Fila M nè, 45 nè. Rồi chị nào lấy thì chốt cho Hoàng. Đen hả? Dạ có, xíu nữa em cầm cái cục khác có đen tới cái cục này sao em thấy. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng chữ M. Chữ M cho sang lê nè. Chữ M cho sang lê nè. Chữ M cho sang lê nha. Sang lê ok nè, 45 nè. Ok nè, chữ M cho sang lê nè. Từ từ mấy chị yên tâm là kiểu gì mấy chị cũng sẽ mua người được cái, mấy chị đừng có phiền muộn chị hết. Nó ở trong đây Hoàng chưa có phân loại ra thôi chứ Hoàng về số lượng đủ mà. Rồi chị nào muốn lấy Fila M nữa chứ Fila nha. Con trai thì 70kg thì được, bình thường. Nhưng con gái thì như Hoàng thôi, 65kg trở lại, 65-67kg trở lại thôi. Nè mấy chị này rất là to mà. Nó rất là to nè mấy chị nè. Nè, size M mà rất là to như vậy nè. Thì size M Hoàng đang mặc size M nè. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là Fila M nha. Fila M. Còn cái này là xám XL nè. Cái này là xám XL nè. Xám XL nè mấy chị nè. Cái mẫu này là size XL nè, bự cho bó luôn. Bự cho bó luôn. Fila M ok cho chị Băng Tâm nè. Ok nè, Fila size M cho chị Băng Tâm nè. 45 nè. Băng Tâm nè. Hoàng thì Hoàng nghĩ là Hoàng mặc size L là chắc được ha. Ok là cho chị Băng Tâm nè. Băng Tâm 45.000 nè. Ok chị nè. Ok cho chị Băng Tâm Fila size M nè. Còn cái này mấy chị chốt cho Hoàng là xám XL nè. Cái này là xám XL nè. XL nè. Ủa em lấy cái đó chị chụp màn hình rồi mai mấy đứa nó lựa em. Mai nó lựa chứ giờ em không mê chi. Mai nó lựa cho em. Rồi mấy chị chốt cho Hoàng nè, xám XL cho Thúy Hằng nè. Xám XL cho Thúy Hằng ok nè. Xám XL cho Thúy Hằng nha mấy chị nha. Từ từ đợi Hoàng một xíu rồi mấy chị ơi. Giờ đụng cái nào Hoàng like cái đó. Cái này tới mấy trăm áo lận, mấy chị sợ mua không mua được không sao đâu. Cái này còn nhiều lắm mấy chị cứ yên tâm đi. Thúy Hằng. Kiểu gì mấy chị mỗi chị cũng mua được 2-3 áo về mà mặc cho ấm với xịn. Đừng có lo là hết. Rồi xám XL cho Thúy Hằng trước nha. Còn cái này là chữ đỏ nè, mà size M nha. Chữ đỏ size M nè, hàng nó là hàng công ty nên nó như vậy nè. Chữ đỏ size M. Chữ đỏ size M nha. Mấy chị mua cho nữ mặc là size M này là cũng bá cháy bỏ chét rồi. Rồi mấy chị chốt cho Hoàng là chữ đỏ size M nè. Chữ đỏ size M nha. Chữ đỏ size M. Nói chung là mấy chị khỏi cần tranh giành chi cho mệt. Mấy chị thích mấy chị chấm bài chơi thôi. Kiểu gì kiểu xíu nữa mấy chị cũng sẽ mua được. Bởi vì Hoàng có số lượng rất là nhiều. Nhưng Hoàng chưa có phân theo màu nha mấy chị, Hoàng chưa có phân theo màu. Chữ đỏ này cho sang lê nè. Ok nè, chữ đỏ cho sang lê nè.
sang lê nè. Ok nè, 45.000 nè. Hàng này gửi đi cũng tốn phí ship ve sầu. Đây bây giờ qua màu đen nè mấy chị nè, màu Hoàng đang mặc là nó là xanh đen thôi. Cái màu này là màu đen nè mấy chị nè. Màu Hoàng đang mặc là xanh đen mấy chị thấy không? Còn cái này là đen thui nè. Rồi Hoàng cứ cầm một ri rồi Hoàng like hết mấy chị mua hết rồi Hoàng qua cái ri khác. Rồi mấy chị chốt cho Hoàng là đen XL. Đen XL nha mấy chị nha. Chị nào lấy chốt cho Hoàng là đen XL. Đen XL nè mấy chị nè. Chị nào lấy đen XL chốt cho Hoàng là đen XL nha. Đen XL. XL là Hoàng tay bự nhất trong đây rồi. Đen XL, chị nào lấy chốt cho Hoàng là đen XL nha. Đen size XL. XL mà màu đen. Đen nha mấy chị nha, một đen thui đen thùi nè. Cái màu của Hoàng là chỉ là màu xanh đen thôi, còn cái này là đen thui nha. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng đen XL. Đen XL nha, chữ rồi hết rồi mấy chị. Đen XL cho chị Hoàng Huy, ok nè. Đen XL cho chị Hoàng Huy nè. Ok nè, đen XL cho chị Hoàng Huy nè. 45.000 nè, ok chị nè. Đen XL cho chị Hoàng Huy nha. Rồi cái này là đen size M nè. Cái này là đen size M nè mấy chị nè. Muốn mặc cặp á là chồng size L, vợ size M là ok. Rồi cái này nè, đen size M nè mấy chị. Từ từ đấy em ơi. Giờ nó hết màu xám, đợi chị cầm cái ri khác qua nó mới có màu xám. Đen size M nè mấy chị nè. Đen này size M. Đó, size XL rồi size M. Hai vợ chồng là mặc hai cặp đen ok nè. Chồng mặc XL, vợ mặc size L là quá tuyệt vời rồi. À size M. Cái này là đen size M nha. Đen XL, Hoàng thái xíu nữa tay chốt cho. Có nghĩa là ri khác vẫn còn, mà cái ri này bị hết rồi. Do là Hoàng cũng không biết nó ở đâu. Mấy chị chốt từ từ cho Hoàng. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng này. Đen này size M nè. Đen size M nha, ok nè, cho Lê Lộc nè. Đen size M cho Lê Lộc 45 nè. Phan Ngà thì em cần gì lựa với khách. Em chút nữa rồi em chốt trong tin nhắn thôi. Nhân viên nhà chị đó lựa cho, lựa sỉ mà cần chi chốt ở trên đây chị cho nó cực. Nè cái mẫu giống như Hoàng nè, xanh đen nè. Xanh đen size M nè, y chang như cái mẫu Hoàng mặc luôn. Xanh đen size M y chang như cái mẫu Hoàng mặc. Chị nào lấy chốt cho Hoàng xanh. Xanh size M y chang như mẫu Hoàng mặc. Ba sọc thể thao như vậy luôn nè. Nè màu y chang như vậy luôn. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng xanh ha. Chị nào lấy chốt cho Hoàng là xanh size M. Size M nha, Hoàng đang mặc size M luôn. Là cái mẫu này luôn. Y chang luôn mấy chị. Chị nào lấy chốt cho Hoàng xanh. Mấy chị đừng có vội gì hết. Do là cái này mấy chị yêu cầu Hoàng like. Hoàng like thí vậy do Hoàng chưa có xếp ra theo màu. Chưa có xếp ra theo màu. Và cũng chưa có xếp ra theo size. Hiểu không? Đồ vừa mới về á, Hoàng lưu bu. Hoàng đâu có kịp làm gì đâu. Là chạy hàng bánh kẹo không à. Xong rồi về chưa xét được á thì mấy chị cứ từ từ, kiểu gì chị nào cũng sẽ mua được một hai cái hết, vì Hoàng về số lượng rất là nhiều luôn. Hoàng đang lạnh mà, Hoàng về số lượng nhiều lắm, mấy chị cứ từ từ. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng nha. Cái này là xanh đen size M. Ok ok. Cái size L thì chị không thấy, hồi nãy giờ chị chỉ thấy XL với M thôi chứ chị là thấy size L đâu. Chị chưa thấy size L, cái áo nào size L luôn. Rồi cái này ai lấy xanh đen chốt cho Hoàng xanh đen nha. Cái này là cũng là M luôn, nhưng mà xanh chữ đó. Mấy chị mà mua đủ rồi là mấy chị ngưng comment. Cái mấy chị khác comment chứ có gì đâu mà không được. Rồi đây, chị nào chốt cho Hoàng là xanh chữ, size M luôn. Size M này con trai 70kg vô tư nha. Con gái thì 65kg, con trai 70kg vô tư Hoàng đang mặc nè. Nhưng mà nói chung lại là háo hách đi thì Hoàng thích mặc rộng, chứ không có thích mặc xuống là chật chật như vậy. Tính Hoàng thường thích rộng hơn xí. Không biết mấy chị sao chứ Hoàng thích rộng hơn xí. Cái này mấy chị chốt cho Hoàng nè, xanh chữ size M. Xanh chữ size M nha, áo hách đi hàng này là xịn hàng công ty mấy chị. Xanh chữ size M nha. Xanh chữ size M, ok em nè. Xanh chữ size M nha mấy chị nha. Chị nào lấy xanh chữ size M thì chốt cho Hoàng một cái áo nó dày cui như vậy mấy chị nè. Hoàng nói là kinh điển luôn. Một cái áo mà chắc á thiệt á, chắc là nặng cả ký luôn. Nó nặng trịch 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 luôn nè. Nè, cái áo như đây ai chịu cho nổi. Dạ, áo này mua sỉ về bán 90k, khách mua liền hả? Nó quá ấm luôn, nó quá dày, hàng xịn sò mấy chị thấy không? Rồi một cái đen nè, xanh chữ size M cho chị Xuân Vân nè, ok nè. Cho chị Xuân Vân này, ok nè. Mấy chị mua rồi thì mấy chị khỏi comment nữa, nhường cho người khác comment. Rồi chị nào cũng có hết trơn. Có L nữa Hoàng, ô vậy luôn hả? Bữa em không có lục ra, giờ em khách yêu cầu livestream em mới biết luôn á. Rồi mấy chị có cái màu đen này size M nè mấy chị nè. Đen này size M nè. Đây mấy chị, chị nào lấy đen size M comment cho Hoàng là đen size M nha. Chị nào lấy đen size M comment đen size M cho Hoàng màu đen này nè. Màu đen nha, màu đen mà chạy ba viền màu đen chứ không phải màu xanh đen giống Hoàng đâu, màu đen thui.
Rồi chị nào lấy đen size M comment đen size M cho Hoài. Chị nào lấy đen size M comment đen size M nha. Đen size M chị nào lấy chốt cho Hoài. Đen size M. Rồi bây giờ Hằng lấy cái ri khác nè. Cái kiểu này thì của nữ mặc nè. Đen size M thôi, xanh chữ size M hết rồi. Cái này là của nữ mặc nè, mấy chị biết không? Cái áo này mà giá bán tới 300 mấy luôn. Mấy chị nè, ác lắm. Đây nè, cô Loan nói đúng á. Đây nè, cô Loan coi nè, cái áo này người ta niêm yết giá bán nè mấy chị nè. Hàng công ty mà. Giá bán của cái áo này, giá bán 350 luôn. Đây mấy chị nè, hàng này là cực xịn luôn, màu sắc xanh ngọc nè. Nè áo nè, cô tông chui đầu này, giá bán 350 là cái áo này nè mấy chị nè. Là cái lô hot đi nè mấy chị nè. Đây, đây nè, 350 nè. Mấy cái áo này nó đã cắt mạc hết rồi, mà cái này kiểu như nó cắt còn sót á mấy chị. Cái này nó cắt còn sót á. Chứ hàng này là nhà sản xuất nó yêu cầu cắt mạc hết. Nhà sản xuất nó yêu cầu cắt mạc hết. Khi nó sale ra là nó yêu cầu giật mạc hết để hàng thua cho nó. Đây, mấy chị thấy không? Nó không bao giờ cho để mạc vì nó sale ra nó không để mạc. Mấy chị, giá bán của nó cỡ đó đó, em nó láo đâu. Rồi mấy chị từ từ còn nhớ, mấy chị chờ hoài xíu. Mấy chị chờ hoàng xíu xíu nha mấy chị nha. Mấy chị chờ hoàng xíu xíu. Rồi Hoàng cầm cái ri khác tới bán cho mấy chị nè. Lô áo này là hàng xốp là mấy chị biết rồi, nó cực xịn luôn. Lô áo này mấy chị thấy giá chưa mấy chị? Mấy đây nè, cái áo Hoàng đang mặc nè, có giá bán 350 nè. Giá bán 350 nè mấy chị nè. Niêm yết giá đây giá bán 350, mấy chị biết là áo hàng sốt á, cho nên là nó xịn như gì luôn. Mấy chị thấy giá chưa? Mấy chị thấy giá chưa? Em có nói láo đâu mấy chị. Em không hề nói láo như mấy chị đây. Nè giá bán 250 nè. 350 chắc là cái này nó lật đật quá đó. Nó quên cắt mạc ra. Chứ cái này là nhà sản xuất bắt buộc phải cắt mạc hết mấy chị nè. Là lô HD này chung với nó luôn á. Chung với nó luôn á mấy chị ha. Áo này áo nam chứ không phải là nữ đâu. Nhưng mà nam nữ mặc được hết. Nhưng mà nói chung lại là áo này là quy cách của nó là áo nam chứ không phải áo nữ. Rồi mấy chị tiếp tục nè. Rồi ôi, mấy chị coi áo HD mà nó nặng như một con trâu, như một con bò luôn á. Trời ơi, mà nói là bán cái áo HD là ship hàng chết người luôn. Nó nặng lắm á. Con nặng bưu điện thì tính tiền ký, tính tiền mà. Mà mấy cái áo này nặng ve luôn. Hoàng có biết sai gì? Giờ Hoàng mới like mới biết luôn mấy chị. Giờ Hoàng mới like mới biết luôn. Rồi đó, giờ Hoàng đà like cái này đâu. Cái lô này vừa mới về là chỉ có cô Loan vô, là cô Loan ở gần mà. Rồi cô Loan vô rồi Hoàng, cô Loan thích mua áo hết đi, Hoàng cho cô Loan lựa thôi. Chứ Hoàng chưa bán cái áo này cho ai hết. Chưa bán cái lô này cho ai. Lát cho chị cái áo em mặc. Áo em mặc đang còn cái mà. Áo em mặc đang còn đây chịu anh nè. Áo em mặc đang còn mà. Đây nè, áo em mặc là đang còn nè. Áo em mặc là đang còn mà. Nè. Áo em mặc là đang còn nè. Mấy chị biết là cái hàng mà Ozin nè, .com.vn nè mấy chị nè. Cái này là lô áo hết đi này là giá bán như vậy hết luôn á. Nó giật hết rồi. Mà riêng cái này còn sót lại chứ. Nó giật hết rồi. Nó bắt buộc phải giật hết rồi. Mà sao cái này còn sót lại chưa giật ra chứ. Hàng này rất là xịn, mấy chị thấy giá bán không? Cái nào nó chưa giật là nó quen giật luôn rồi. Cho nên cái này nó vẫn còn giá bán ở trên đây. Chứ còn không nó giật hết rồi. Rồi tiếp tục cho em nè. Một cái phi la này ok cho chị nè. Cho chị Hoàng Oanh nè, 350 đó. Nó đi biết sẵn giá đó luôn. Ok cho chị Hoàng Oanh nè. Mà em bán 45.000, thấy sốc chưa? Mấy chị thấy sốc như thử là tận ốc luôn. Rồi mấy chị, cái này là phi la size M nè mấy chị nè. Khi nào em la tới cái nào có em lấy cho mấy chị. Còn không mấy chị cứ, chị nào mà chốt trên live stream không được thì vào tin nhắn chốt. Mai rồi nhân viên nó tới nó soạn phụ cho. Chứ tại vì một đống thù lù quá em có biết đâu. Giờ em soạn thì đâu có thời gian nên em bóc ra một ri. Cứ trúng cái nào em like cái đó, em like hết cái ri đó là thôi à. Mấy chị phi la size M. Phi la size M nè mấy chị nè. Phi la này size M. Phi la size M nha mấy chị nha. Hàng mà mấy chị thấy nè. Rồi phi la size M cho em. Chị nào lấy chốt cho em là phi la size M. Phi la size M cho em nha mấy chị nha. Phi la size M. Coi thử size gì đây. Phi la size M. Còn chị nào mà mua không có được size mình yêu cầu á thì nhắn tin vào Messenger. Mai mấy đứa nó đi làm nó soạn cho. Còn một cái phi la size M nữa nè.
Villa size M. Chứ bây giờ em bưng tới em lựa thì còn hết cha thời gian, còn đâu em like, còn đâu em live stream. Để ngày mai em nói mấy đứa là đi làm mà phân theo size giúp em thì được. Villa size M. Một cái đen này XL này, đen này XL này em cầm một ri tới rửa ai biết size gì em bán đại, bán thí, bán lụi. Rồi một cái đen XL chị nào lấy này nữa không, em qua cái này nha. Rồi một cái đen size XL này chị nào lấy áo hot đi nữa không, không thì em qua áo hot đi nha, em lên hàng khác cho mấy chị nha. Để tiết kiệm thời gian. Vì là con nhóc nhà em buổi tối em like được ít à, con nhóc nó dạy là em hết like. Rồi mấy chị, đây chị nào lấy chốt lại cho em, cái này là đen size XL nha, đen XL. Sao mặc được em? 53kg mặc size gì? Bình thường em. Cái đó là đen XL cho Thúy Hằng. 53kg thì chẳng mặc size L, size M. Chứ bây giờ em muốn mặc size gì? Em muốn mặc size gì đó là tùy em. Muốn mặc size gì là tùy em. Nha, chứ còn chị thì không tư vấn, chị chỉ tư vấn như vậy thôi. Chứ mọi người tùy mọi người áo hết đi mà từ đó giờ nó đâu kén người đâu. Đen cho Thúy Hằng này 45.000 này. Nói chung là chị tư vấn sơ sơ nữa chứ. Tư vấn rồi về em mặc không vừa rồi em bắt đền chị rồi chị cũng khổ đời luôn. Ok nè, một cái đen size XL này cho chị Hạnh Tuyết nè. Nói chung lại là mặc được. Chị thấy là 53kg là mặc bình thường nhưng mà ai biết gì em. Muốn mua thì em mua thôi. Đen XL cho chị Hạnh Tuyết nè. Chứ lỡ mua về mặc không vừa bắt đền nữa cũng khổ nữa. Hoàng không có biết gì đâu. Rồi một cái này nè, chị không biết em vừa thì tất nhiên là vừa rồi đó. Áo hot đi từ đó giờ chị bán chưa có khách nào nói không vừa hết. Em có thể hỏi khách giúp chị. Xám mờ cho Như Quỳnh hả? Như Quỳnh xám mờ hả? Ok, xám mờ cho Như Quỳnh nè. Xám mờ Như Quỳnh nè. Theo chị là vừa, còn theo em thì chị không biết nha. Theo chị 53kg là mặc vừa. Còn theo em là vừa như thế nào thì chị không hiểu. Có nhiều khách mệt kinh lắm về mặc vừa. Nhưng mà chị ơi, sao em thấy nó hơi rộng chị ơi. Áo hot đi mà mọi người, mọi người có hiểu từ áo hot đi không? Nó hơi bụi bụi như vậy đó. Có nhiều chị về tưởng tượng như mình đang mặc áo ôm hay sao, đòi nó phải ôm sát rạc thì Hoàng nó có bán được cái kiểu như vậy. Cho nên mấy chị cứ tự nhiên mà mua. Mấy người chị mua cái size nào mấy chị mua. Rồi cả một cái xanh đen XL này bán 45.000 nó thiệt mấy chị. Chứ cái áo này còn phụ tiền ship mấy chị nó còn đâu có còn lợi nhiêu. Còn kinh nhất là mấy chị bắt đền nó còn kinh lắm thiệt luôn á. Kinh hoảng. Mấy chị tất nhiên là từ 40kg cho đến cỡ 60kg mấy chị mặc M là thoải mái là đẹp luôn. Size L còn không ha. Rồi đây, cái này chốt cho Hoàng là xanh đen XL. Cái đó chị không biết em. Tại vì bây giờ là chị đã nói hồi nãy giờ rồi. Do là hàng này á, là nó nằm trong một cục, chưa cho nhân viên soạn ra theo size. Bóc tới ri nào là like ri đó, không có biết. Còn chị nào mà thực sự có nhu cầu á, thì mấy chị nhắn tin. Nói em ơi, lựa giúp chị một cái áo size L, một cái áo size M. Vì mai nhân viên nó đi làm, nó xúm nhau tới nó soạn. Nó lựa cho mấy chị, nó chụp hình, nó gửi qua. Còn Hoàng thì nó thiệt mấy chị là bóc ra cục vậy nè. Thì một cục là nó một ri thì nó đủ màu đủ size trong đó, Hoàng có biết đường một lần, hiểu không? Rồi ai lấy thì chốt cho Hoàng. Đây này, ai lấy thì chốt cho Hoàng. Cái này là xanh XL. Xanh XL nha, chị nào lấy chốt cho Hoàng là xanh XL này. Xanh này là xanh đen XL này. Xanh đen XL ha. Bây giờ mấy chị hỏi vừa không vừa Hoàng cũng chịu thua. Tùy mấy chị thôi, mấy chị thích làm chị làm, chứ bán có 45.000 nó lỗ. Nó lời có mấy ngàn đâu. Ok nè, chứ nếu như lời nhiều chắc Hoàng bán từ bữa giờ rồi, Hoàng cũng thèm bán luôn chị thôi. Rồi nè, một cái xám này size M này, ai lấy thì chốt cho Hoàng xám size M này. Xám size M nha mấy chị nha, xám này size M. Cái này cái đứa 40kg nó còn mặc vừa nữa là 53kg. Mà lúc nãy size M Hoàng cũng mặc vừa nữa là 53kg. Áo hot đi là dạng áo khoác ấm phía ngoài. Có nhiều người mặc áo bra xong bên trong họ mặc cái áo này. Dân Đà Lạt thì nó làm như áo ấm, dân Hà Nội thì nó làm như áo, nói chung lại là áo hot đi. Nói chung là áo có cổ. Rồi ai lấy thì chốt cho Hoàng. Cái này là xám size M này. Còn cái này chị nào lấy báo Hoàng. Cái mạc này nó chích chích khó chịu quá. Mấy chị ưng cái gì là mấy chị nhích cái nấy, cái Hoàng thì chịu. Chị tư vấn như nữa thôi. Tư vấn ở mức tương đối thôi. Rồi này có một cái xanh này size S nữa nè. Một cái xanh này size S nè mấy chị nè. Size S này nữa chứ cũng được 50kg mặc vừa luôn. Xanh này size S nè. Xanh size S nè mấy chị nè, 50kg, 52kg, 55kg vừa chứ. Xanh này size S nè, đó. Xanh size S, chị nào lấy chốt cho Hoàng. Xanh size S nha. Xanh size S. XL màu xanh hết rồi bà Hoa Lê ơi, XL màu xanh hết rồi.
XL màu xanh hết mất tiêu. Rồi xám size M cho Lợi Nguyễn Võ Xu. Đó, em có thích là em mua thôi, chứ chị thấy em hỏi quá trời quá đất luôn. Thích là em giúp thôi chứ. Đồ mua livestream mà nó chỉ ở mức tương đối thôi, chứ đâu có thấy hình dáng mọi người đâu. Nhiều khi thấy 5-3kg mà lùn có 1,5m thì cũng chịu chết. Mà nhiều khi 5-3kg mà cao 1m6 là như người mẫu luôn. Cho nên mình cũng không có biết chính xác cái dáng của mọi người là nó như thế nào hết. Chỉ khoảng chừng cái khúc đó thôi nha mọi người. Chứ Hoàng cũng đâu có thấy dáng của mọi người đâu. Ví dụ như ở đây có cô Loan ở gần. Ừ, Hoàng biết cái dáng của cô Loan là 65kg thì cao 1m6 mấy, ví dụ vậy đi. Chứ còn đâu có thấy được dáng mọi người nên có biết được. Rồi một cái màu đen này size M này, thư ly xanh size S hả? Khách mới lên cho Hoàng thông tin số điện thoại địa chỉ nha, lựa đơn 100.000 mới đi hàng được. Nếu như lựa không đủ thì mai vào lựa thêm nha. Mai không vô lựa thêm là Hoàng tự động sẽ xả. Nói chung là như vậy đó, nói chung là hôm nay mua không đủ thì mai mua thêm. Mai mà không thấy vào mua thêm thì Hoàng sẽ xả 45.000. Từ nay đến ngày cuối năm là Hoàng sẽ like 2k hết, sáng 1k, tối 1k, sáng 1k, tối 1k. Nha mấy chị nha, ngày nào cũng like liên tục như vậy. Chị nào mua không đủ thì cứ vào mua thêm. Rồi cái này là màu đen size M nè. Màu đen size M nè mấy chị nè. Hoàng cũng như mấy chị có biết cái gì đâu. Mặt rộng mới đẹp, dạ chính xác. Áo hoodie thì đó, nhiều chị là áo hoodie quan điểm chung á là mặt rộng mới đẹp. Nhiều khi các chị mặc vừa size L mà cứ thích mua size trên L, tại vì hạt phải hơi hip hop nó mới đẹp. Đó, nhưng mà nhiều chị cũng chưa biết áo hoodie là áo gì luôn. Cứ thích mặc bó bó vô người rất mới khổ. Em thì có biết đường mua mà lần. Rồi chị nào lấy đen M, chốt đen M cho Hoàng nha. Hoàng like thêm cửa một cục nữa đây. Xong rồi Hoàng sẽ qua mẫu này nha mấy chị nha. Đen em M luôn, đen này size M hết. Chị nào lấy đen size M thì chốt. Size M Hoàng mặc cũng vừa luôn. Áo đó là chị 45.000 chị Hoàng. Áo đó 45.000 chị. Mai nhân viên em đủ đơn nhân viên tỷ tự chốt à. Em đủ đơn nhân viên chuyển chốt chứ chị đâu có chốt được đâu. Chị lưu bu công việc không có chốt được từ đó giờ, Hoàng chưa có chốt hàng cho ai luôn. Nhân viên Hoàng chốt không á, ba đứa luôn mà. Nhân viên Hoàng chốt thôi chứ Hoàng thì live stream thôi. Mấy chị thấy buổi sáng Hoàng live stream xong rồi xuống Hoàng bận con nhóc. Rồi chiều Hoàng á là chiều là Hoàng kiểm hàng, rồi đặt đơn đặt hàng, rồi kiểm duyệt hàng tùm lum hết. Hoàng đâu có chốt hàng đâu, mấy đứa nó chốt màu đen này size M luôn. Đen size M chị à. Đen này em thấy size M không à. Đen XL cho chị Nhung Ngọc hả. Em biết đen thấy XL lạc lẫn đâu mất dép rồi nè. Nó có màu xám, màu đen, màu xanh thôi chị Hằng à. Nó có rửa thôi à, nó có ba màu chủ đạo à. Màu đen, màu xanh, màu xám à. Đen, màu xanh, màu xám, em thấy cái lô này hả? Dạ, đen, xanh, xám, chị Hằng. Đen, xanh, xám. Chị Hằng trong số nhà em. Chị Hằng bỏ luôn. Đen, xếp trên lợn, Hằng chưa tìm thấy. Chị thấy toàn là size M không này nè. Đen, thấy toàn size M không. Size M không đó chị. Đen là Hằng thấy toàn size M không à. Nó có màu đen, màu xanh đen với màu xám. Rồi một cái đen xám XL này cho bà Hoa Lê nè. Ri ơi cầm cho mẹ một ri hot đi nữa con. Cầm cho mẹ một cục ri hot đi đó. Mà xám màu gì đó con. Xám XL này ok nè. Cho bà Hoa Lê nè. Cầm cái ri màu xám gần xà bông á. Đen lấy cho chị size L hả. Ok nè. Một cái xám XL cho chị Nhung Ngọc nè. Ở dưới cái can xà bông kìa, đừng có trả lời, mẹ đang live stream. Mẹ biểu cầm giùm thì cầm giùm thôi, đừng có nói gì thêm. Ok nè. Rồi một cái xám hả? Một cái xám cho chị Dung Ngọc rồi, một cái xám cho bà Hoa Lê rồi. Còn một cái xám này cho cô Huỳnh Hồng hả? Size L màu đen hả chị? Để mai em lựa nha. Mai em nói mấy đứa lựa. Chứ em không, giờ em không biết, lo là nó xếp trong đây lung tung sai hết trơn. Em bóc ra một cục kìa em like đại. Rồi này còn một cái xám này nè, size XL nè. Xám XL chị nào lấy nữa báo em. Xám này XL này chị nào lấy nữa báo em. Xám XL nha chị nào lấy nữa báo em nè. Chốt cho chị Nhung Ngọc với bà Hoa Lê rồi còn cái nè. Ngọc Kiều Huỳnh ok nè. Ngọc Kiều Huỳnh nè. Chị lấy màu đen à em. Ok vậy em bỏ ra. Vậy em bỏ cái xám ra. Ok nè. Em bỏ ra cho chị rồi nha. Cái này chốt cho Ngọc Kiều Huỳnh nè. Em bỏ ra cho chị rồi. Ngọc Kiều Huỳnh nè. 45 nè, màu xám XL nha. Là Hoàng chốt cho bà Hoa Lê một cái cho chị
cho Ngọc Kiều Huỳnh một cái, rồi chị nào muốn lấy nữa báo Hoàng XL nè mấy chị nè. Size này là size XL nha, chị nào bị ẩn comment comment lại giúp Hoàng. Cái này là xám size XL. Xám size XL. Chị nào lấy nữa báo Hoàng xám size XL đó. Xám size XL nha. Ok cho chị Hạnh Tuyết nè. Có 3 màu thôi em ơi, mà bây giờ chắc mai mua đi em à. Chứ bây giờ nó tùm lum hết chứ mình chị quay không nổi luôn. Thêm đen XL hả? Quan trọng là bà nhắn tin vào Messenger đi, mai mấy đứa nó lựa nó chụp hình gửi cho. Chứ bây giờ quan trọng là Hoàng có tìm thấy đâu, cầm tới một ri như vậy nè mấy chị nè. Thì mở ra like thôi chứ có biết size gì trong nữ không? Chu phân theo size mà, chu phân theo size nên không biết. Rồi, xám XL đó cho chị Hạnh Tuyết rồi. Còn cái này là xanh đen XL nè. Xanh đen XL nè. Chị nào lấy chốt cho Hoàng là mã xanh đen XL. Chị nào lấy chốt cho Hoàng là xanh đen XL nha. Xanh đen XL nè mấy chị nè. Màu xanh đen XL nha. Đây này, màu xanh đen này nè. Màu xanh đen này nè, XL. Màu xanh đen này XL nè. Chị nào lấy chốt cho Hoàng xanh đen XL. Nó to lắm, bành ra chút nữa xếp lại cực ve. Xanh đen XL, chị nào lấy chốt nè. Xanh đen XL nha. Còn chị nào muốn lựa cái màu gì thêm thì cứ nhắn tin mai mấy đứa nó rảnh nó lựa cho. Rồi có một cái xám này XL nè. Xám XL này chị nào lấy báo Hoàng. Xám XL, xanh đen XL. Xám XL, xanh đen XL. Đen XL này cho bà Hoa Lê nè. Đen nha, cho bà Hoa Lê thêm cái đen XL này. Cho bà Hoa Lê nè. Nhớ đâu thì chốt đó thôi chứ không biết đường luôn. Xám XL này ok là cho chị Xuân Vân nè. Ủa nhưng mà em nhớ chị Xuân Vân hồi nãy giờ cũng chốt xám XL có rồi. Mấy chị có rồi nhường cho chị khác đừng có chốt 2-3 cái. Mai nhân viên em nó báo đơn cái mấy chị nó ui sao chốt nhiều dữ vậy. Ok này cho chị Bình nè. Chị Xuân Vân nhớ lúc nãy em chốt là chị xé XL rồi mà. Mấy chị chốt một lần thôi. Rồi mấy chị nhiều người khác chốt. Nhiều khi mấy chị chốt quá trời. Cái mai nhân viên chốt đơn mấy chị nói ui hôm qua chị lựa có cái rồi sao bây giờ chị đến 3-4 cái luôn. Cho chị xả đi là tội nghiệp em. Tội nghiệp em bây giờ mày quá trời người mua em chốt không được. Mấy chị chốt được rồi mai mấy chị lại nói là trời ơi chị lấy có cái nữa tội nghiệp em. Rồi đen XL thì em chưa thấy. Xám XL em đang còn rồi mấy chị này. Xanh đen thì có nha mấy chị nha. Xanh đen thì có XL. Chứ màu đen thui là nó không có nha mấy chị nha. Em không biết là nó có hay không. Nhưng mà bây giờ là em chưa thấy nữa. Rồi chị nào lấy xám XL chốt em xám XL. Xanh đen XL chốt em xanh đen XL. Buồn ngủ rồi hả mẹ? Vô mi do tay ngủ dậy hả? Rồi chị nào lấy chốt cho em cái này là xám XL nha. Cái này là xám XL với lại xanh XL. Xám chữ XL ok cho chị Nhung Ngọc nè. Ok cho chị Nhung Ngọc nè. Xám XL cho chị Nhung Ngọc nè. Xám XL chị Nhung Ngọc ở góc kia chị kìa. Ok này cho chị Nhung Ngọc nè. Ok cho chị Nhung Ngọc nè. Xám XL nè. Đúng không? Ok nè, xám chữ XL cho chị Nhung Ngọc. Ok nè, cho cô Châu Minh nè. Ok nè, cho cô Châu Minh nè. Ok nè, cho... Ủa, lộn làm xám. Ok nè, cho cô Huỳnh Hồng nè. Ok cho cô Huỳnh Hồng nè. Bây giờ Hằng like nhanh rồi, Hằng xuống like kia mấy chị ơi. Tại vì con nhóc nó la sùm rồi. Đi ơi, mai cho mẹ mấy cái gì mấy... À lúc nãy vậy ha. Fila này nó size nhỏ Nga ơi. Fila này nó chỉ có size M thôi. Chữ Fila là size M. Ri bưng cho mẹ ri khác có màu xám coi đi. Cái chữ Fila này là size M mấy chị. Cái chữ Fila này size M nha. Hằng like nhanh này, Hằng xuống livestream. Chị nào muốn lựa thêm màu gì nhắn tin mai mấy đứa nó đi làm nó lựa cho. Đây nè mấy chị nè. Cái màu xám Fila này á, thì chỉ có size M thôi. Nó Hoàng không thấy size trên L. Hoàng không thấy size trên L nha mấy chị nha. Hoàng không có thấy size trên L. Đưa cho mẹ cái đây. Đó, màu xám mà cái chữ Fila này là size M thôi. Còn size XL là cái xám chữ kia kìa. Đưa cho mẹ cái kéo đi. Mình la nhanh rồi mẹ xuống có con dao tay nó lậu rồi. Ok, Xuân Nguyễn. Cho mẹ cái kéo coi. Ai? Xuân Nguyễn là lúc nãy là Xuân Vân chứ lúc nãy hả? À, ok, vậy để Hằng chốt cho. Xuân Vân thôi. Xuân Vân một cái size XL. Ok Xuân Vân này. Cái này cũng là size M luôn. Còn là size M không à. Size M là nhiều, size XL là hiếm lắm mấy chị. Size XL là hiếm lắm.
cái kênh lừa lâu lâu Hoàng mới thấy cái thôi. Rồi ngày mai mà nếu như Nga Nguyễn không lấy cái đó thì Hoàng sẽ bỏ cho Xuân Vân cho nha. Có gì Hoàng sẽ bỏ cho. Ngày mai khi chốt đơn Hoàng nhớ Hoàng lấy Hoàng bỏ qua cho. Cái chữ phi la này là nó hoàn toàn không có sai lờ, ít trên lờ trơn. Nó toàn loàn là sai mờ không à. Chữ phi la này này hoàn toàn là sai mờ không à, không có sai trên lờ. Mà sai mờ này Hoàng mặc vừa, Hoàng mặc vừa luôn. Rồi mấy chị nha, sai mờ này Hoàng mặc vừa luôn. Rồi chị nào muốn cái gì nữa thì báo Hoàng nè. Chị nào muốn cái gì màu gì nữa thì báo Hoàng. Còn không thì Hoàng xuống live stream nha. Không thì xuống live stream. Còn chị nào muốn mua cái size gì thêm thì nói thôi. Còn còn cái màu đen size L này chị nào lấy không? Đen size L à. Còn khăn không, để chị hai cái cho chị ấy luôn. Vy ơi lấy cho mẹ mấy cái khăn, mấy cái khăn đi. Rồi ok em share cho mấy chị này. Khăn Long Cừu Hàn Quốc nha. 6XL hả? 6XL mai có thì em để gì chịu anh. Chứ giờ thì em cũng không nhìn thấy ở cái cục này luôn. Giờ thì em tìm thấy được một cái đen XL này. Một cái đen XL này. Rồi một cái xanh đen, một cái xanh đen XL này. Xanh đen cái chữ phi đa XL này. Dạ yeah. Đen L hả? Đen này XL. Nó hơn cỡ M rồi đúng không? Dạ nó hơn M chị. Đợi em xíu. Dạ size M nha chị, ok. Bông tẩy trang hả? Bông tẩy trang em còn có 1, 2 bị gì đó. Ủa chi ta? Size M ok, vậy là em lấy size M chữ phi la hả? Ok cho Nga Nguyễn này. Rồi để chị ghi chú cái kia bỏ qua bên kia. Chị là Nga Nguyễn đúng không? Size này là size M này, chữ phi la này. Cái này là xả XL này. Qua Xuân Vân này. Ghi chú vậy mai mấy đứa nó xả ra cho. Ok này. Cái này nè. Đó, cái này cho Nga Nguyễn rồi em ghi trên đây. Chị Hằng có lấy cái đó không? Lấy cái đó em chốt cho chị Nhung Ngọc nè. Rồi ok để em chốt chị Nhung Ngọc. Đi lấy cho mẹ cái bông tẩy trang đi đi. Cái bông tẩy trang kìa. Rồi khăn Long Cừu Hàn Quốc nè mấy chị. Đây xe cho mấy chị là 45.000 một cái. Chốt cho em từ 2 cái trở lên. Chốt 2 cái trở lên nha. Ủa đi lấy cho mẹ thiếu cái màu gì rồi à, thiếu màu tím ha. Rồi có cỡ thủ đá đi. Rồi ok thêm màu XM màu đen cho chị Nhung Ngọc. Ok chị nè. Ok ok để em chốt cho nè. Rồi nè bông tẩy trang hình như là em còn 2 bị hay sao á. Xe cho mấy chị 35.000 bông tẩy trang nha. 120 miếng tặng thêm 30 miếng là tổng cộng là, tổng cộng cái này của mấy chị là 150 miếng. Phi la XL đâu có đâu. Phi la làm gì có XL. Phi la là chỉ có size M thôi bà ơi. Phi la là chỉ có size M thôi. Rồi XL màu đen này chốt cho chị Nhung Ngọc nè. Ok nè, XL cho chị Nhung Ngọc nè, ok chị nha. Rồi từ màu nâu ra hả, ok chị nè. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng là bông tẩy trang. Ri, Ri lấy cái bị màu đen. Ri đi ra, Ri lấy cho cái cô gì hoa hồng kia. 4 cái khăn, không lấy màu nâu. Còn lại lấy được 4 màu còn lại cho mẹ. Cho mẹ kia, cứ cô kia. Mai cô kia gái lấy rồi ok mấy chị nha. 2 bị luôn, ok cho chị Sương Thu 2 bị nè. 35.000 còn 2 bị em xả luôn. Ok nè, cho chị Sương Thu nè. Bông tẩy trang em bị hết rồi mấy chị ơi. Còn có 2 bị cái chị kia chị lấy hết luôn rồi. Chị Sương Thu lấy hết luôn rồi. Ok cho chị Sương Thu nè. Bây giờ là em tổng xả kho hết. Chị nào cần cái gì thì hỏi lên em sale. Đồ em nhiều quá trời, em cũng không biết đường mà em like cái gì luôn mấy chị nha. Đồ em vẫn đang lưu su bu luôn. Rồi cái gì là mai mấy đứa nó lại làm rớt ra nè. Bông tẩy trang em còn cái bị nhỏ thì được. Còn cái bị nhỏ thì có, chứ bị bự chứ hết rồi. Cái bị bự 35.000 này bị hết mất rồi. Nghe tiếng hả? Không biết chứ bộ. Nước tẩy trang hả? Nước tẩy trang em đang bị hết hàng luôn. Cho chị Sương Thô nè. Rồi chị nào lấy khăn Long Cừu Hàn Quốc báo em. Khăn Long Cừu Hàn Quốc nè mấy chị nè. Xe cho mấy chị là 45.000 một chiếc. Từ 2 khăn trở lên cho em. Xanh biển, xanh đậu, hồng, nâu. Xanh biển, xanh đậu, hồng, nâu nè mấy chị nè. Màu nâu nhưng mà nâu này là nâu giống như là nâu đậu vậy á. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng nha. 45.000 một cái bông, một cái khăn Long Cừu Hàn Quốc. Mấy chị mua rồi, mấy chị mua thêm rồi, mấy chị biết là chứng tỏ là cái Long Cừu của nó rất là mềm nha. Cái này là chiều dài là 1m4, chiều ngang là 1m7. Chị nào lấy báo em nha. Rồi ok nè, ok cho chị Hiền nè.
4 khăn này. Cho chị Hiền hoa hồng này, ok nè. Rồi chị nào lấy chốt là cho em khăn Long Cừu Hàn Quốc nha. 45.000 một cái khăn mà chốt cho em từ 2 khăn nha mấy chị nha. Một khăn là em không chốt. Có đủ 5 màu cho mấy chị lựa chọn. Ít bữa nữa nó hết là nó không còn đủ màu. Nó không còn đủ 5 màu. Bây giờ thì nó còn đủ 5 màu cho mấy chị luôn. Chị nào lấy chốt lên giúp em. Cái này là cho chị Hiền hoa hồng này, ok nè. Rồi. Ok cho chị Hiền hoa hồng nè. Chị nào lấy khăn báo em khăn Long Cừu Hàn Quốc nha. 45.000 hai cái khăn. À quên, 45.000 một khăn nha. Đủ màu luôn cho mấy chị chọn luôn. Chị nào lấy chốt thôi. Rồi bông tẩy trang nè mấy chị nè. Bông tẩy trang nha. Hoàng còn một cái bịch bông này. Một bịch bông này này Hoàng bán cho mấy chị 20.000. Còn có bịch à. Rồi còn cái bịch này á, chốt cho Hoàng là tặng luôn. Thôi chị nào lấy bị này tặng luôn bị này. Bị này là nói chung lại là nó bị kiểu như là nó bị bung cái dây này ra này, Hoàng tặng luôn 20.000 này. Mua bị này tặng luôn bị này. Bị này nó bị bung chỉ ra em tặng luôn. Bị này là nó co mang cứng ngắc như vậy nha. Bị này bị bung em tặng luôn. Tổng xả kho luôn. Chị nào lấy chốt cho Hoàng, chị Nhung Ngọc đúng không? Chị Nhung Ngọc đúng không? Ok nha mấy chị nha, em chốt cho chị nha 20.000. Còn đúng một cái này là hết luôn mấy chị. Đúng cái này là hết. Tại vì em tặng luôn là do là nó bị bung ra rồi em tặng luôn nha, 20.000. Cho chị Nhung Ngọc đi ha. Chị Nhung Ngọc comment ha. Chị Nhung Ngọc không lấy thì em sẽ chốt cho người khác. Còn chị Nhung Ngọc lấy thì ưu tiên cho chị á. Để chị đi comment bông tẩy trang. Rồi chị nào lấy khăn Long Cừu Hàn Quốc thì chốt lên cho Hoàng nha, đủ màu. 45.000 một cái khăn, chốt từ Hoàng từ hai cái khăn rồi lên. Đi lấy cho mẹ một cái cây kéo nhật đi, nhanh lên mẹ like nhanh rồi mẹ xuống live stream với em nè. Kéo nhật mấy chị, sale. Được 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 em. Để nói chung lại là cái đơn của em á, mai cái đó nhắn tin đi bà Hoa Lê, bà nhắn trên livestream nó trôi hết comment. Bà muốn lựa cái áo màu gì thì bà nhắn tin. Một cái xanh phi la hả? Phi la nói chung lại á mọi người, cái chữ phi la đó thì chắc chắn là không bao giờ có sấy trên L. Chắc chắn là không có sấy trên L, mọi người khỏi cần lựa bà Hoa Lê á. Tại vì tôi like là tôi biết sấy trên L là nó toàn là cái mẫu khác, nó không bao giờ có chữ phi la. Chữ phi la là phải chịu cái size M thôi. Đó nói chung là như vậy đó, khỏi cần nói. Còn Nga Nguyễn là ok nha. Đơn em ngày mai cộng 45.000 nữa là đi hàng. Tại vì chị thấy nó cột nó để đây rồi. Mai chị lựa cái áo của em là chữ phi la này đúng không, màu xám này đúng không, cộng vô đi hàng cho em. Nói chung lại là đơn em bao nhiêu đó không biết, cộng thêm 45.000 là đi hàng cho em đó. Em ok rồi đúng không? Chỉ còn thêm cái áo này nữa ok. Mai chị nói nó là cộng tiền vô báo em, sau đó đi hàng. Kéo nhật này mấy chị nè. Kéo nhật 39.000. Chị nào lấy kéo nhật hôm nay cho Hoàng kéo nhật. Còn ít này tri ân cho mấy chị 39.000 một cây kéo nhật luôn. Chị nào lấy comment cho Hoàng là kéo nhật nha mấy chị nha. Kéo nhật. Rồi chị nào lấy comment cho Hoàng là kéo nhật nha. Cái này là có chữ SK5 và đây có mắc in Japan luôn. Làm từ thép chống rỉ, cắt được cả con gà. Xả luôn cho mấy chị luôn. Đây xả luôn cho mấy chị nè. Rồi chị nào lấy chốt lên cho Hoàng kéo nhật 35.000. À quên, 39.000. Kéo nhật 39.000 nha. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng từ thép không rỉ luôn mấy chị nha. Cái này là thép không rỉ luôn. Mấy chị ăn xong mấy chị quên rửa, nó cũng không có đổ sét oxy hóa gì hết. Chị nào lấy chốt Hoàng kéo nhật 39. Còn ít tri ân cho mấy chị luôn. Rồi chị nào lấy chốt lên Hoàng kéo nhật nha mấy chị nha. 39.000. Mẫu phi la là nói chung là hồi nãy giờ là Hoàng để ý á, cũng mẫu phi la. Mai lựa cho tôi cái phi la hả, xanh hả? Tôi xanh phi la nha. Ở đây nè, hên quá nè, có cái xanh phi la xế cho lò nè. Bà có lấy thì báo Hoàng nè. Phú hồn ở đâu nó lòi lòi ra đây nè. Bà có ok không báo Hoàng? Ok thì báo ok nha. Đây nè, một cái màu xanh nè, phi la nè, sấy trên L nè. Một cái màu xanh phi la trên L nè, bà có lấy báo liền. Tự nhiên rớt rớt ở đâu dưới chân tôi được cái. Nói chung là hồi nãy giờ livestream chưa thấy cái phi la nào sấy trên L hết. Phi la là thấy toàn xây mờ. Tự nhiên hên cái này có cái nè bà nè. Lấy thì báo Hoàng nha. Phi la đây nè, chữ phi nè, chữ la nè. Sấy L màu xanh theo ý nguyện bà luôn á. Ok báo Hoàng chốt. Mai rồi mấy đứa dồn đơn đi luôn đần cho đỡ tốn phí ship. Ok không? Ok báo Hoàng ok nha. Phi la sấy L đó. Phi la sấy trên L đó. Rồi chị Gấm Nguyễn là có kéo nhật rồi chị Gấm Nguyễn. Mấy đứa nó soạn nó để cho chị trên kệ rồi nè. Tranh thủ ra lấy giúp em nha. Có luôn rồi chị nha, kéo nhật mấy đứa. Em là em thấy nó thấy trong comment của chị có comment mua hàng á. Nó đã chốt hàng rồi đó. Cái gì ta, nó bỏ anh kệ cho chị rồi, nó bỏ riêng cho chị sợ hết á. Chị nào lấy chốt cho Hoàng. Đặng Lãnh hả, kéo nhật hả, ok nè. Kéo nhật cho Đặng Lãnh ghé lấy, ok nè. Tắt đi đi, nhanh lên rồi mày vô live vô luôn á. Ok lấy ha. Ok lấy nè cho bà Hoa Lê nè.
bò hoa lê nè, 45.000. Rồi nha. Còn cái kéo này cho Đặng Lãnh hả? Villa XL Hoàng không thấy đâu, Đặng Lãnh nè. Rồi Lê Vĩ, em có lấy hạt điều không em? Không lấy là chị Hoàng chốt hết cho khách nha. Mẹ xíu nữa mày cầm 5kg hạt điều cho về bà Thúy An đây, còn mai con livestream luôn. Rồi đây nè. Rồi Đặng Lãnh này, khách ghé nè, để Hoàng ghi ghé này, mai ghé mấy đứa nhân viên nó soạn để riêng cho ghé. Còn Villa XL là không có đâu. Đi đi cầm cho mẹ cái cục áo mà có chữ Fila đó, màu xanh đó, để mẹ coi thử có size L không, nghiêng nghiêng cái chỗ chân mẹ đó, đúng rồi, cục đó đó. Không không, cái cục đó kìa. Đó, đó, đó cục đó đó, thấy có cái chữ Fila đó, coi thử có size xanh XL không. Cái này là nhiêu một đường lố nữa mà không? Thuốc khớp hả chị? Thuốc khớp là 190.000 đó chị. Một lố này luôn hả? Dạ, một lố luôn, một lố, một lố luôn. Một lố 12 hộp luôn. Đây nè, Lê Vĩ này có cái Fila XL nữa. Nói chung là like xong cũng chẳng nhớ mẫu gì đâu. Lê Vĩ này ha. Đây nè, Fila XL màu xanh đen này. Lê Vĩ lấy hộp điện thì báo chị nha. Nhanh lên, có hết hàng. Tại vì bây giờ gần Tết rồi, khách nào lấy là Hoàng cho đi hết hàng. Rồi còn lại là Hoàng live stream xong là hết luôn, chứ không có về hàng nữa mọi người, sát Tết rồi. Mình bán live stream mình chỉ bán như vậy thôi, chứ mình đâu có bán được nữa đâu. Lê Vĩ nè, 45.000 nè. Lê Vĩ là có cái áo Fila màu xanh XL nha. Hên quá. Rồi, chị nào lấy cái gì nữa thì báo Hoài. Chị nào lấy cái gì nữa báo Hoài, còn không mình xuống livestream. Không mình xuống livestream với chị ơi. Có cái màu xám. Rồi chị nào lấy cái gì nữa thì báo Hoài, không mình xuống livestream nha. Mình xuống livestream, có chị nào muốn lấy cái gì nữa không báo Hoài, không mình xuống livestream. Rồi chị nào mà muốn dồn đơn thì sáng mai Hoàng nói mấy đứa dồn đơn. Dồn đơn lại đi hàng cho mấy chị ơi, còn một cái màu đen sấy trên L nè. Còn cái màu đen sấy trên L nè. Đây mấy chị, còn cái màu đen xí trên L này, chị nào lấy này, chị nào chờ cái màu đen xí trên L này, Hoàng moi moi nó lòi ra được cái màu đen xí trên L này, chị nào lấy báo Hoàng. Rồi Hoàng xuống livestream luôn nha mấy chị nha, chị nào lấy cái gì báo Hoàng nhanh lên, Hoàng xuống livestream luôn. Rồi hẹn mấy chị sáng mai đi ha, mấy chị sáng mai mình lại tiếp tục chiến đấu hết cùng Hoàng xã kho. Nói chung lại là giờ còn một hai cái là Hoàng xã hết cho mấy chị luôn. Rồi mấy chị, rồi Lê Vĩ á, mấy đứa nhờ em có lấy hạt điều thì báo nhân viên chốt dồn đơn cho em nha. Rồi bữa trước là nó chừa, khi hàng về là nó chừa lại cho em 1kg đó, nó chừa lại cho em 1kg đó. Rồi Hoàng xuống livestream luôn nha mấy chị nha. Rồi Hoàng xuống livestream luôn mấy chị, Hoàng xuống livestream luôn nha. Còn một cái đèo đen thấy trên lời này, chị nào lấy báo Hoàng, không Hoàng xuống live luôn. Rồi mấy chị khách mới mà chủ động nhắn tin số điện thoại, địa chỉ và bé Sugar cho Hoàng, còn không thì mai nhân viên nó sẽ alo cho mấy chị nha. Rồi bye bye mấy chị nha. Khăn lông cừu đó chị em mỗi cái màu sâu vậy. Chị khăn lông cừu đó đó lấy chị em một cái màu xanh biển thôi được không? Lấy luôn con được mà. Ok em, một cái lông cừu màu xanh biển nha. Đi lấy cho bạn một cái lông cừu màu xanh biển, ok nè, cho Nga Nguyễn nè. Nói chung lại là chị xả kho cho nên chị muốn bán hai cái, chị không muốn bán một cái. Nói chung lại là như vậy. Một cái thì 49.000 nha. Nga Nguyễn nè. Nga Nguyễn nè, 49.000 nè. Rồi khăn lông cừu á, ok. Nói chung lại là chị muốn đẩy hàng vì chị về số lượng nhiều quá, em nhìn thấy trên kệ hả? Rất là nhiều luôn. Rồi, Hoàng xuống livestream nha mấy chị nha. Chị xuống livestream luôn. Bye bye mấy chị. Khi nào cô Hoàng có viết ha, khi nào cô Hoàng có viết thì nó có viết hả, viết bi hả, hay viết màu, viết hay viết gì, viết mực còn được, mua mà mã này về nó phá quá. Cái kia một lố kia là như ta về nó phá như quỷ, một lố kia 45-50 ngàn gì đó, 20 cây á, mà quan trọng là nó phá quá. Sorry, hồi đó em cho nó một bộ viết vậy đó, nó viết chắc trong vòng được tuần nó phá cây cây rơi vãi từ lâm tà lá, nó không quản lý nó phá giả man luôn. Có mà phỉ. Mà viết đó lớp 1 con đang học viết chữ, mà con viết đó là con viết đâu có đẹp đâu. Rồi thôi mấy chị em xuống livestream nha.